Hồi 146, A Kha Hành thích Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế nói, bữa nay vi huynh đệ giúp dùng tiểu vương trong cơn hoạn nạn này là chuyện tẩy đình, không thể dùng vàng bạc, châu báu để tạ ơn được. Có điều huynh đệ thống lãnh quan binh khá nhiều, cần phải có gì để lấp miệng chúng và để tỏ chốt lòng thành của tiểu vương. Vậy tiểu vương về phủ rồi sai người đem đến ngay, vì tiểu bảo đáp tiểu tướng xin đa tạ, không hiểu thương thế của thế tử hiện giờ ra sao chúng ta thử đến coi xem ngô tam quế cũng nóng lòng về vết thương của con lão hai người liền cùng nhau lại tham thầy thuốc lắc đầu nói tánh mạng không có gì đáng ngại nhưng nhưng ngô tam quế gật đầu ngắt lời tánh mạng không việc gì là hay lắm rồi lão sợ vi tiểu bảo giữ con mình lại vội truyền ra tướng lập tức đưa ngô ứng hùng về phủ điều trị trinh lão đứng ngăn chặn vi tiểu bảo phòng ngừa gã biến đổi tâm ý lão chờ bọn gia tướng đưa mô ứng hùng rời khỏi an phụ viên rồi mới cáo biệt vì tiểu bảo nghĩ thầm sau khi tên tiểu hán gian tỉnh lại chắc hắn sẽ thuật rõ nội vụ cho cha hay nhưng cũng chẳng làm quái gì ai mà tin được một vị công chúa cành vàng lá ngọc bỗng tự nhiên vô cố lại thiến trông ngay tên đại hán gian cũng chẳng tin nào chắc hẳn còn thống mạ tên nghịch tử nữa là khác vì tiểu bảo nghĩ thế rồi yên tâm trở về phòng mình bọn từ thiên xuyên huyền trinh đạo nhân đã hay tin. Ai nấy đều vỗ tay hí hửng ra chiều khoan khoái, vì tiểu bảo không nói rõ hết mọi chi tiết cho bọn họ nghe. Gã hỏi ngay tới việc đi chơi kỹ viện thì quần hùng cho biết là đã y kế thi hành và mọi việc đều được thuận lợi. Vì tiểu bảo tự nhủ, đêm qua vừa xảy ra đại biến mà ta lập tức phái người lai kinh tất tên đại hán gian sinh lòng ngờ vực, cho là mình báo cáo mọi sự với hoàng thượng vậy ta hãy chờ vụ này yên tĩnh trở lại rồi sẽ cho đưa gã mông cổ rậm râu ra khỏi vân nam suốt một đêm lật đật quần hùng toan cáo từ lui ra thì đột nhiên tên ngự tiền thị vệ hốt hoảng đến báo khải bầm tổng quản bình tây vương bị hành thích vì tiểu bảo đang cầm trong tay chén canh bách hợp để ăn chợt nghe tin này bất giác giật bắn người lên choang một tiếng chén canh trên tay gã rớt xuống đất vỡ tan tành gã hỏi ngay y bị hành thích có chết không thích khách là ai gã không muốn cho triệu tề hiền trông thấy quần hùng thiên địa hội đêm khuya còn tụ tập trong phòng mình liền nhảy vọt ra cửa hỏi đại đại hán bình tây vương không việc gì chứ triệu tề hiền đáp bình tây vương không chết nghe nói lão nhân gia chỉ bị thương nhẹ thích khách bị bắt ngay đương trường nguyên y là nguyên y là một vị cung nữ thân cận của công chúa vì tiểu bảo càng kinh hãi hơn hỏi là cung nữ hầu cận công chúa ư tên nào vậy tại sao ả à lại hành thích bình Tây Vương? Triệu về hiền đáp thuộc hạ không biết rõ tình hình một cách tường tận, vừa được tin này phải tức tốc về đây báo cáo. Vì tiểu bảo dục người lại đi dò la cho rõ rồi về báo ngay. Triệu tề hiền vâng giả trở gót, y vừa đi được mấy bước thì Trương Khang Nhiên chạy tới nói, khải bầm tổng quản, ả à, cung nữ hành thích bình Tây Vương tên gọi Ngọc Khả. Vì tiểu bảo nghe nói bỗng loạn choạng người đi, run lên hỏi, sao y, y, lại làm thế? Nguyên Ngọc Khả chính là A Kha đổi tên, chữ Kha bổ đôi thành Ngọc Khả. Trương Khang Niên Đáp Bình Tây Vương đã đem y vào phủ tra xét. Lão nhân gia nói là sẽ thân hành thẩm vấn cho ra người sai khiến. Vì tiểu bảo nghe nói ý trung nhân bị bắt, ruột rối như mớ bỏng bong, chẳng nghĩ ra được chủ ý gì. Trương Khang Niên nói mọi người đều cho là chẳng có ai sai khiến y hết. Ngọc Khả là một vị tiểu cô nương 16, 17 tuổi, hết dạ trung thành với công chúa. Cô thấy công chúa tụ nhục tự tử, tất nhiên đem lòng phẫn nộ mà ra tay trả thù cho công chúa. Vì tiểu bảo khác nào người lạc vào trong vùng tối đen, nghe Trương Khang Niên nói vậy liền nhìn thấy tia sáng. Gã nói ngay, phải rồi, phải rồi, đúng là như vậy, một vị tiểu cô nương xinh đẹp đến thế lại chẳng có thù oán gì với bình Tây Vương chúng ta dạy gì mà phái cô đi làm việc tài đình. Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng, vì Tổng Quản dường như ăn nói hồ đồ mất rồi. Có lý nào chúng ta lại phái người đi hành thích Bình Tây Vương? Trương Khang Niên đã tưởng Bình Tây Vương cũng chẳng đem lòng ngờ vực cho ai hết. Việc này mà đồn đại ra ngoài chẳng tốt đẹp gì. Chắc lão nhân gia sẽ hạ sát cô cung nữ kia đi cho liễu sự. Vì tiểu bảo lại cất tiếng run run nói, không giết y được, không giết y được, nếu hắn giết y thì lão gia phải liều mạng với con rùa đen hai gã trương, triệu lại nhìn nhau, sinh dạ hoài nghi tự hỏi. Chẳng lẽ vì tổng quản thấy công chúa thụ nhục mà phẫn hận phái à cung nữ kia đi hành thích. Nhưng hai gã chỉ thõng tay đứng yên không dám nói gì. Vì tiểu bảo la, là, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Trường Khang Niên thấy vi tiểu bảo tâm thần hoảng hốt, lòng dạ bồn chồn liền an ủi gã. Vì tổng quản, nếu việc này quả nhiên xảy ra và tố cáo đến tay hoàng thượng, hoàng thượng sẽ truy cứu gốc ngọn thì cha con ngô tam quế gây nên tội lỗi trước ngô ứng hùng cưỡng gian công chúa mà tha được ư huống chi ngô tam quế lại không chết dù lão có cha ra người sai phái chúng ta nhất định không nhìn nhận thì lão cũng chẳng làm gì được vì tiểu bảo lắc đầu nhăn nhó cười đáp người sai khiến công nữ đi hành thích quả không phải là tiểu đệ chúng ta là chỗ anh em chẳng lẽ còn lừa dối nhau Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên nghe gã nói vậy liền vững tâm trở lại, đều thở phào một cái nhẹ nhõm. Triệu Tề Hiền nói, vậy thì dễ quá rồi, chúng ta cứ việc trùm chăn ngủ kỹ, giả vờ chẳng biết gì là xong. Vì tiểu bảo đã không được, nhị vị đại ca, xin hai vị chịu khó một chuyến, cầm danh thiếp của tiểu đệ đến gặp Bình Tây Vương nói là vụ ngọc khả hành thích vương gia thật đáng tội chết. Tiểu đệ căm giận vô cùng, nhưng vì thị là cung nữ hầu cận của công chúa, vậy xin vương gia tha thị ra cho các vị đưa về. Tiểu đệ sẽ bẩm rõ với công chúa để nàng trách mắng, đánh đòn ngọc khả cho vương gia được hà giận. Hai gã trương, triệu vâng dạ đi ngay, nhưng bụng bảo giả mình làm việc này là thừa, cứ để ngô tam quế thủ tiêu tên cung nữ đó ngộ cách bí mật, thần không hay quỷ không biết là ai nấy đều thái bình vô sự. Vì tiểu bảo lật đật đến phòng cửu nạn. Gã đẩy cửa bước vào thấy bà vận công vừa xong còn ngồi trên giường. Gã hỏi ngay, sư phụ, sư phụ đã biết việc gì xảy đến cho sư tỷ chưa? Cửu nạn hỏi lại, chuyện chi mà ngươi có vẻ hoàng hốt như vậy? Vì tiểu bảo ngập ngừng đáp, sư tỷ, sư tỷ đi hành thích đại hán gian, bị, bị bắt rồi. Cửu nạn dương cặp mắt bâng khuâng lên hỏi, đã đâm chết được hắn chưa? Vì tiểu bảo đáp, hắn không chết, mà sư tỷ bị bắt rồi. Cửu nạn, hừ, một tiếng ra chiều thất vọng nói thật là đồ vô dụng vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ nghĩ bụng nàng là đồ đệ của sư phụ nay nàng bị hán gian bắt mà sao sư phụ vẫn hờ hững như không vì tiểu bảo xoay chuyển ý nghĩ như chợt hiểu liền hỏi thưa sư phụ phải chăng sư phụ đã có kế cứu sư tỷ cửu nạn trừng mắt nhìn gã đáp chẳng có kế chi hết còn nha đầu đó thật là vô dụng vì tiểu bảo trong khi đi đường đã nhận thấy cửu nạn vẫn lãnh đạm với vị sư tỷ này chẳng có vẻ yêu thương chi hết mà bà lại có vẻ ưa thích gã hơn nhưng dù bà không ưa chẳng lẽ thấy nàng sắp chết mà không giải cứu gã nghĩ vậy liền nói nghe tình hình đại hán gian dường như muốn hạ sát sư tỷ e rằng bây giờ y đang bị hắn đánh thừa sống thiêu chết để tra khảo cho biết rõ người sai khiến y là ai cửu nạn lạnh lùng đáp chính ta đã sai y làm việc này tên đại hán gian kia có bản lãnh thì cứ để hắn đến đây bắt ta là xong cửu nạn sai đồ đệ đi hành thích ngô tam quế là sự thường vì tiểu bảo nghe bà nói vậy chẳng ngạc nhiên chút nào nguyên bà là công chúa con gái của sùng trinh hoàng đế nhà minh giang sơn nhà minh mất vì tay ngô tam quế nên việc bà căm giận hắn thấu xương cũng là lẽ thường hôm lên ngũ đài sơn chính cửu nạn đã định sai a kha hành thích vua khang hy nhưng bản lãnh cô hãy còn tầm thường ngô tam quế có rất nhiều cao thủ dưới trướng đi theo luôn bên mình dù a kha có hạ sát được hắn cũng khó lòng trốn thoát cửu nạn sai nàng đi làm việc này thì có khác gì bảo nàng đưa mình vào chỗ chết vì tiểu bảo trong lòng nghi hoặc mà không dám hỏi thẳng cửu nạn gã đáp nhất định sư tỷ không xưng ra sư phụ cửu nạn hỏi có chắc thế không rồi bà nhắm mắt lại và ngồi yên vì tiểu bảo cũng không dám nói gì nữa Gã ra khỏi phòng nghĩ thầm, Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền đến đòi A Kha ở nơi ngô tam quế. Chắc hắn không chịu trả người một cách mau chóng. Ruột nóng như lửa đốt, gã bước lui rồi lại bước tới trong sảnh đường. Gã nhìn thấy trời chiều mỗi lúc một sáng dần. Vì tiểu bảo đã sai ba bọn thị vệ đi dò la tin tức mà chưa thấy tốc nào trở về báo cáo. Gã không dàn lòng được nữa, liền điểm một đội kiêu kỵ doanh binh tự mình thống lãnh đi về phía bình Tây Vương Phù khi còn cách vương phủ ba dặm thì đóng lại ở trong chùa Pháp Tuệ. Vì tiểu bảo lại sai thị vệ cưỡi ngựa đi thám thính. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập Trương Khang Niên chạy về đến trước vi tiểu bảo báo cáo, thuộc hạ cùng triệu tề hiền vâng lệnh tổng quản cầm thiếp đến xin ra mắt bình Tây Vương, nhưng chưa được vương ra tiếp kiến. Triệu tề hiền còn đang chờ đợi ở cửa phòng, vi tiểu bảo vừa bồn chồn vừa tức giận, dậm chân thoá mà, còn mẹ nó, ngô tam quế làm gì mà khệnh khạng thế? Trương Khang Niên nghĩ bụng, y là bậc vương gia trọng trấn một phương, trong thiên hạ y chỉ dưới quyền một mình hoàng thượng, vậy y không thèm tiếp mấy tên thị vệ vô danh cũng là lẽ thường. Vì tiểu bảo hầm hực nói, ta phải thân hành đi gặp hắn, các vị hãy theo ta. Vì tiểu bảo quay lại ra lệnh cho một tên tham lãnh trong kiêu kỵ doanh, hãy điều động hết đội ngũ đến chờ lệnh ở bên ngoài cái ổ chó của Ngô Tam Quế tên tham lãnh vâng dạ đi ngay. Bọn trương khang niên đều lộ vẻ kinh hãi, chúng ngó thấy vì tiểu bảo đằng đằng sát khí, tựa hồ muốn khai chiến với ngô tam quế ngay tức khắc lại càng run sợ, vì nhân mã dưới trướng bình tây vương đông như kiến, còn quan binh từ Bắc Kinh đưa tới để hộ tống công chúa chỉ có trên 2.000 người. Nếu xây cuộc động thủ thì e rằng không đầy một giờ là bên mình phải chết hết, chẳng còn sót một mống. Trương Khang Niên vội khuyên can, Tổng Quản là một vị khâm sai đại thần vâng trì của Đức Hoàng Thượng đến Côn Minh. Vậy có việc gì hai bên thương lượng cùng nhau cho ổn thỏa? Bình Tây Vương chắc phải nể mặt Tổng Quản mà không dám trai ý, theo ngu kiến của thuộc hạ thì ta cứ hành động hòa hoãn. Vì tiểu bảo đang cơn tức giận không chờ Trương Khang Niên hết lời đã cất tiếng thoá mà, còn mẹ nó, Ngô Tam Quế đã là cây thá gì mà ngang tàng như vậy? Nếu mình trùng trình mãi thì hắn đem đem, Ngọc Khả giết đi, còn cứu mạng cho y làm sao được. Trường Khang Niên thấy vẻ mặt gã hầm hầm, thanh âm gay gắt, nên không dám nói gì nữa. Y tự hỏi, hạ sát một tên công nữ thì làm gì mà to chuyện thế? Thì có phải là em gái tổng quản đâu mà đến nỗi phải gây sóng gió, nổi can qua? Vì tiểu bảo lại hô lớn, dắt ngựa mau, dắt ngựa mau, gã tung mình lên ngựa chạy như bay đến bình Tây Vương Phù bọn thị vệ trong vương phủ thấy khâm sai đại nhân tới một mặt chạy ra đón chào một mặt phi báo cho ngô tam quế chỉ trong giây lát đã thấy hai tên tổng binh là hạ quốc tương và mã bảo chạy ra nghênh tiếp hạ quốc tương là con rể ngô tam quế đứng đầu người vị tổng binh hắn nhìn vi tiểu bảo thi lễ nói vì đô thống tệ vương bị thích khách ám toán chắc đô thống đã hay tin rồi lão nhân gia bị thương trầm trọng không thể thân hành ra nghênh tiếp xin đô thống miễn thứ cho. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi, vương gia bị thương ư, sao nghe nói không việc gì kia mà. Hạ quốc tương vẻ mặt rất lo âu khẽ đá, vương gia bị thích khách đâm một kiếm vào trước ngực, vết thương sâu đến ba tấc. Vì tiểu bảo càng kinh hãi hơn la lên, trời ơi, thế này thì hỏng bét rồi. Hạ quốc tương ngập ngừng, vương gia phe này, thoát hiểm được hay không, khó mà đoán trước. Bọn tiểu tướng sợ dao động lòng quân không dám tiết lộ, mới nói là không việc gì. Vì đồ thống cũng như người trong nhà, dĩ nhiên bọn tiểu tướng không dám dâu diêm. Vì tiểu bảo nói, bản tướng vào thăm vương gia, hai tên tổng binh đưa mắt nhìn Na Hô, hạ quốc tương đáp, tiểu tướng xin dẫn đường, vừa tới phòng ngủ của Ngô Tam Quế, hạ quốc tương gọi, thưa nhạc phụ, vì đồ thống tới thăm lão nhân gia, chỉ nghe Ngô Tam Quế ở trong màn rên hừ hừ mấy tiếng chứ không trả lời. Hạ Quốc tương liền vén mùng lên thì thấy Ngô Tam Quế chay mày nghiến răng ra chiều dáng chịu đau khổ. Chăn đệm đầy những máu tươi, trước ngực băng bó mà vẫn còn chảy huyết ra không ngớt. Hai tên y sinh đứng bên giường buồn bã lo âu, lông mày rủ thấp, vì tiểu bảo không ngờ Ngô Tam Quế bị thương trầm trọng đến thế. Là nộ khí của gã lập tức tiêu tan, Ngô Tam Quế sống hay chết gã cũng chẳng để tâm, nhưng nếu lão bị thương đến chết thì việc giải cứu A Kha sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Gã cúi xuống khẽ hỏi, vương gia, vết thương của vương gia đau lắm ư? Ngô Tam Quế chỉ ú ớ mấy tiếng, dương cặp mắt thất thần lên mà nhìn. Hạ quốc tương lại gọi, nhạc phụ, nhạc phụ, có vị đô thống vào thăm lão nhân gia. Ngô Tam Quế kêu lên mấy tiếng, úi trao, rồi nghiệp ấp úng, ta, không sống được nữa rồi. Các ngươi, các ngươi bắt thằng súc sinh ứng hùng giết đi. Gã, gã làm hại, chết ta rồi. Hạ Quốc Tương không dám trả lời, khẽ buông mùng xuống, rồi đưa Vi Tiểu Bảo ra phòng ngoài. Hạ Quốc Tương vừa ra khỏi phòng, gã hai tay bưng mặt, vừa khóc vừa nói. Vi Đô Thống, vương gia nguy đến nơi rồi. Suốt đời lão nhân ra hết lòng vì nước mà đi đến kết quả này. Thật là, thật là, trời không phù hộ người lành. Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm hết lòng vì nước cái con khỉ gì. Trời không phù hộ tên đại hán gian cũng là hợp đạo nghĩa ngoài miệng gã đáp hạ tổng binh, bản tướng coi vương gia tuy bị thương trầm trọng nhưng nhất định không chết đâu. Hạ quốc tương thở phào một cái hỏi, chỉ mong được như kim khẩu của đô thống là bọn tiểu tướng tạ ơn trời Phật lắm lắm. Nhưng không hiểu tại sao đô thống lại nói quả quyết như vậy. Vì tiểu bảo đáp bản tướng biết đôi chút về tướng số, tướng diện của vương gia hiển vinh không biết đến thế nào mà kỳ. Sau này chức quan của vương gia còn cao sang gấp trăm lần hiện nay nhất là lần này vương gia không chết đông hạ quốc tương chống ngực đánh thình thình sắc mặt luôn luôn biến đổi ngô tam quế đã làm đến chức thân vương hai tỉnh vân nam quý châu do một mình hắn cai quản tất cả mọi việc quân dân chính thế là tước vị đã tuyệt đỉnh rồi kẻ nhân thần làm nên quan chức như ngô tam quế là tột bực không còn chỗ nào để thăng lên được nữa vì tiểu bảo bảo ngô tam quế địa vị còn cao sang gấp trăm lần thì trừ phi hắn lên làm hoàng đế chứ chẳng còn chức gì có thể hơn được bình tây thân vương hạ quốc tương nghe gã nói vậy tuy ngoài mặt khiếp sợ nhưng trong lòng cũng có ý mừng thầm hắn kinh nghi nói ân đức của hoàng thượng bao la như trời biển vương gia của tiểu tướng tước lộc đã đến mức này đã thành một vị cực phẩm nhân thần rồi dù thánh chúa muốn thăng quan cũng không còn đất để mà thăng nữa bọn tiểu tướng chỉ mong kết quả được như lời vàng ngọc của vi đô thống là vương gia nạn khỏi tai qua, phùng hung hóa cát mà thôi. Vì tiểu bảo coi thần sắc hạ quốc tương, bụng bảo giả, ngô tam quế mưu đồ phản loạn, mười phần có đến chín là gã này đã biết rồi. Nếu không thế thì sao khi ta bảo lão con rùa còn cao thăng bách bội, thằng cha này ban đầu lại giật mình sợ hãi. Ta phải ham dọa hắn phen nữa cho biết tay gã nghĩ vậy liền nói bản tướng coi tướng tổng binh cũng cao sang vô cùng sau này bản tướng mong được tổng binh hết lòng đề bạt ra sức tài bồi cho hạ quốc tương đưa lời vấn an rồi kính cẩn đáp đô thống đại nhân dạy quá lời được đại nhân khích lệ tiểu tướng dĩ nhiên phải hết mình chung quân báo quốc không dám phụ lòng kỳ vọng của đại nhân vì tiểu bảo cười nói hà hà tổng binh cứ yên chí phục vụ cho đắc lực thế tử của các vị đã làm phò mã quan phong thiếu bảo, kiêm thái tử thái bảo là một điều hạnh phúc tày đình. Đến như nhạc phi gia gia ngày trước phá tan quân kim ở chu tiên trấn, đánh đuổi kim một, chuột phải chạy té đái vãi phân cũng chỉ được phong đến chức thiếu bảo. Đằng này thế tử lại còn làm trượng phu của công chúa là một bước bước lên ngay chỗ đó. Hạ tổng binh, tổng binh hãy ra tâm phục vụ cho hết lòng. Gã vừa nói vừa đi ra ngoài. Hạ quốc tương lúc này sợ đến toát mồ hôi nghĩ thầm nghe giọng lưỡi gã này thì rõ ràng là nhạc phụ ta sẽ làm hoàng đế chẳng lẽ chẳng lẽ cuộc mưu đồ của nhạc phụ đã bị tiết lộ phong thanh đến tai gã hay gã là một thằng lòi nhỏ tuổi chẳng biết trời cao đất dày bà đâu nói đấy vì tiểu bảo đi tới hành lang liền dừng bước lại hỏi tên thích khách hành thích vương gia đã bắt được chưa người ngẫm y thế nào ai là kẻ giật dây kẻ chủ mưu là dư đảng của nhà minh hay người trong mộc vương phù hạ quốc tương đáp thích khách là một đứa con gái tên gọi ngọc khả có kẻ ăn nói hồ đồ bảo thị là một trong các công nữ hầu cẩn của công chúa nhưng tiểu tướng không tin chắc là thị mạo xưng cao kiến của đô thống khiến cho tiểu tướng vô cùng khâm phục có lẽ thị là người của mộc gia phái đến vì tiểu bảo ngấm ngầm kinh hãi la thầm ngút rồi công nữ của công chúa thì bọn chúng còn e rè chưa dám động đến Chúng vô cho A Kha là người của Mộc Vương Phủ thì chỉ việc hạ sát một cách hàm hồ cho yên chuyện. Nếu vậy thì thật hỏng bét. Gã liền hỏi Ngọc Khả ư, công chúa quả có tên công nữ hầu cận tên gọi Ngọc Khả. Ngọc Khả là một cô bé 17, 18 tuổi, thân hình mảnh rẻ, dùng nhan rất xinh đẹp phải không? Hạ quốc tương ngần ngừ một chút đáp tiểu tướng bận tâm lo nghĩ về thương thế của vương gia, không lưu ý đến thích khách con nhỏ này nếu không mạo xưng cung nữ thì cũng là một người trùng tên. Đô thống đại nhân thử nghĩ coi cung nữ Ngọc Khả đã được công chúa sủng ái thì hẳn ngày thường thường được công chúa giáo huấn. Thị đã đọc sách và biết lễ nghĩa, rất ôn nhu lễ phép, khi nào còn hành thích vương gia. Tên thích khách này nhất định không phải là cung nữ. Giọng nói của hắn mỗi lúc một thêm cương quyết để phủ nhận thích khách không phải là cung nữ kể cận công chúa khiến cho vi tiểu bào lại càng kinh hãi trong lòng gã cất tiếng run run hỏi các vị đã giết thị rồi ư? Hạ quốc tương đáp: cái đó thì chưa, còn phải chờ vương gia hồi phục vết thương đích thân thẩm vấn kỹ càng để điều tra ra người sai phái. Vì tiểu bảo nói, hạ tổng binh hãy đưa tên thích khách ra đây cho bản tướng coi là biết ngay thị có phải là cung nữ hay là thị mạo sưng. Hạ quốc tương đáp: vụ này bất tất đô thống phải nhọc lòng, tên thích khách đó nhất quyết không phải là cung nữ hầu cận của công chúa rồi những chuyện pha ngôn ở ngoài rất nhiều, tưởng đô thống đại nhân chẳng cần hỏi tới vụ này làm chi? vì tiểu bảo lẩm bẩm hắn không muốn cho mình coi, thì mình phải coi cho bằng được. gã liền xa sầm nét mặt nói: vương gia bị hành thích, thương thế rất trầm trọng. nếu vương gia có mệnh hệ nào thì chẳng ai thoát được mối liên can. khi bản nhân về tới bắc kinh dĩ nhiên hoàng thượng sẽ bắt phải trình bày một cách tường tận. thích khách là nhân vật thế nào, ai sai khiến? Nếu bản nhân không được mắt thấy rõ ràng thì khi hoàng thượng hỏi đến biết tâu trình làm sao? Chẳng lẽ tổng binh muốn bản nhân ăn nói hồ đồ? Tội khi quân bản nhân không chịu nổi, mà cả tổng binh, ha ha, e rằng cũng chịu không nổi đâu. Gã đưa hoàng đế ra để ham dọa hạ quốc tương, quả nhiên hắn sợ quá không dám tỏ ý phản kháng. Nhưng hắn chỉ vâng dạ liên thanh chứ không cất bước. Hồi 147, một kiếm bình gieo vạ tổng binh. Vì tiểu bảo tỏ vẻ khó chịu hỏi, hạ tổng binh chỉ tìm cớ thoái thác, trong vụ này có điều chi bí ẩn. Phải chăng tổng binh còn muốn giờ trò mặt cưa mướp đắng để lừa gạt bản nhân? Tổng binh cứ đem y ra đây cho bản nhân coi, thử xem bản nhân có giải quyết được không? Gã thấy ý trung nhân bị bắt và lâm vào tình trạng giữ nhiều lành ít, nên trong giả rất đỗi bồn chồn thốt ra những câu cạn tàu giáo máng. Bộ mặt nghiêm nghị giả dối bên ngoài của giới quan trường để tụt mất hạ quốc tương vội đáp khi nào tiểu tướng dám bịp bợm đô thống đại nhân, chỉ vì, chỉ vì trong vụ này thật tình có điều khó xử. Vì tiểu bảo x một phần hai nano giọng hỏi làm sao mà khó xử, hạ quốc tương đáp vương gia của bọn tiểu tướng trị người rất nghiêm khắc, tiểu tướng là nữ tế của lão nhân gia, nên lão nhân gia đối đãi với tiểu tướng là nữ tế của lão nhân gia. Nên lão nhân gia đối đãi với tiểu tướng càng nghiêm ngặt hơn để tránh bọn thuộc hạ nói lén là lão nhân gia bất công. Vì tiểu bảo mỉm cười nói, làm chú rể này khó thật. Bản nhân nghe nói Trần Viên Viên, Vương Phi của Vương Gia là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Trần Vương Phi lại có mối liên quan đến việc nhà đại thanh ta lấy được Giang Sơn này. Trượng mẫu của của Tổng Binh đã có tấm dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn thì bà vợ của Tổng Binh dĩ nhiên cũng nhan sắc cá lặn nhạn xa. Làm rể đã là chuyện khó, muốn làm rể cho đắc lực lại càng khó hơn chú rể giò ngó mẹ vợ nhiều lần rồi bị bố vợ đét vào đít là chuyện thường. Hạ quốc tương đáp tiện thê của tiểu tướng, vì tiểu bảo đang nói đến chỗ cao hứng, không chờ đối phương nói hết đã cướp lời. Người ta thường nói, mẹ vợ thấy chàng rể dòng châu nhỏ giọt. Ta coi bộ tổng binh có bà mẹ vợ đẹp như vậy thì câu đó phải đổi ngược lại, chàng rể thấy mẹ vợ nuốt nước miếng ừng ực. Ha ha, ha ha, hạ quốc tương bẽn lẽn mắng thầm, thằng lòi này nói nhăng nói càn rõ phường lưu manh ở nơi đầu đường xó chợ, chẳng ra thể thống quan đại thần chút nào. Ngoài miệng hắn đá tiện thê không phải là con ruột của Trần Vương Phi, vì tiểu bảo thở dài nói nếu vậy thật là đáng tiếc, đáng tiếc, vận khí của tổng binh suối quá. Đột nhiên gã xa sầm nét mặt lớn tiếng, ta muốn thẩm vấn thích khách mà sao ngươi đưa toàn chuyện không đâu, nói rằng sang cả chuyện mẹ vợ. Cha cha, thế này thì thật là quái gờ, hạ quốc tương trong lòng càng tức giận, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ cung kính đáp được đô thống đại nhân đến thẩm vấn thích khác thì còn gì hay hơn nữa đô thống đại nhân hỏi một câu còn hơn bọn tiểu tướng hỏi hàng trăm hàng ngàn câu nhưng chỉ sợ vương gia vương gia vì tiểu bảo tức giận quát hỏi vương gia làm sao lão nhân gia không cho ta thẩm vấn thích khách chăng hạ quốc tương vội đáp không phải thế không phải thế đô thống đại nhân đừng hiểu lầm đại nhân đến coi thích khách để điều tra cho biết rõ lai lịch người con gái kia thì vương gia của bọn tiểu tướng chỉ có phần cảm kích, quyết chẳng khi nào ngăn chờ. Tiểu tướng lớn mật nói câu này, xin đại nhân miễn trách. Vì tiểu bảo dậm chân la lên, người nói năng úp úp mờ mờ, chẳng dứt khoát chút nào, không ra tuồng trượng phu khí khái. Chắc ngày thường ngươi phải nhiều lần quỳ gối trước giường của bà vợ. Nói lẹ đi, nói lẹ đi. Hạ quốc tương mắng thầm trong bụng, tổ tông 18 đời họ vi nhà ngươi đều là giống xúc sinh. Hắn đáp chỉ sợ tên thích khách kia vạn nhất mà đúng là cung nữ hầu cận của công chúa. Đại nhân trông thấy rồi đem đi, thì lúc vương ra đòi thích khách tiểu tướng lấy đâu ra người để phúc đáp. Như vậy là, hỏng bét, vì tiểu bảo nghĩ thầm, thằng cha này thật là rào quyệt. Hắn nói đón đầu để mình hứa lời không đem thích khách đi. Còn mẹ nó, thích khách là vợ mình, có lý đâu lại để bọn chúng khinh nhờn. Gã liền cười hỏi, người đã quả quyết thích khách không phải là cung nữ của công chúa, sao lại còn e sợ? Hạ quốc tương đáp, đấy là tiểu tướng đoán như vậy, còn hư thực thế nào, quả tiểu tướng không hiểu rõ. Vì tiểu bảo hỏi, người định không cho ta đem thích khách đi chăng? Hạ quốc tương đáp, tiểu tướng không dám, xin đô thống đại nhân hãy tạm ngồi chờ ở sảnh đường một lát tiểu tướng vào bẩm rõ với vương gia để việc này do vương gia và đô thống đại nhân định đoạt như thế thì dù vương gia có tức giận cũng không đổ trách nhiệm lên đầu tiểu tướng được vì tiểu bảo cười khanh khạch lẩm bẩm té ra ngươi chỉ sợ bố vợ đánh nát đít nên tìm cách đổ trách nhiệm đi mà thôi gã liền gật đầu nói được rồi ngươi vào bẩm đi rồi gã dặn ta cho ngươi hay trước bất luận vương gia thức hay ngủ ngươi cũng phải trả lời gấp vì ta phải về ngay tức khắc Tấm thân của vương gia dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng sự sống chết của công chúa cũng không phải chuyện tầm thường. Sau khi công chúa Điện Hạ bị thế tử của ngươi khinh nhờn, hiện tình không hiểu ra sao, nên ta phải về ngay để coi xem mới được. Sở dĩ vi tiểu bảo phải căn dặn hạ quốc tương như vậy là vì gã sợ ngô tam quế ly bì chưa tỉnh, hắn vào ngồi ì ra ở bên giường không dám kinh động. Hạ quốc tương khom lưng đã tiểu tướng chẳng khi nào dám để lỡ việc của đô thống đại nhân vì tiểu bảo hắng rằng một tiếng rồi nói, việc là việc của các vị, chứ nào phải việc của bản nhân. Hạ quốc tương vào phòng một lúc khá lâu, vì tiểu bảo ngồi chờ bên ngoài nóng ruột cơ hồ không nhẫn nại được nữa. Gã bước lui rồi lại bước tới, nện mạnh gót chân xuống đất. Bỗng thấy hạ quốc tương trở ra lên tiếng, vương gia vẫn chưa tỉnh hẳn nên tiểu tướng chỉ bẩm cáo cho vương gia hay mà không kịp chờ chỉ thị, phải lật đật trở ra trầu trực đại nhân đi thẩm vấn thích khách. Vì tiểu bảo gật đầu theo hạ quốc tương đi vào phía trong. Hai người xuyên qua mấy dãy hành lang ra tới vườn hoa. Trong vườn, mấy chục tên gia tướng tay cầm binh khí đi lại tuần tiểu. Cách phòng vệ rất nghiêm mật. Hạ quốc tương dẫn vi tiểu bảo đến trước một hòn non bộ. Hắn cầm mũi lệnh tiễn bằng vàng đưa cho tên võ quan canh gác ở đó và bảo ta phụng khẩu dụ của vương gia đi trầu trực đô thống đại nhân vào thẩm vấn thích khách tên võ quan kia xem xét lệnh tiễn rồi khom lưng đáp xin mời đô thống đại nhân và tổng binh đại nhân đoạn hắn nghiêng mình đứng tránh sang một bên hạ quốc tương lại nói tiểu tướng xin dẫn đường rồi hắn chuồn vào cửa động trong núi non bộ vì tiểu bảo đi theo mới được mấy bước thì gặp khuôn cửa sắt lớn bên cửa có hai tên gia tướng canh giữ. nguyên hòn non bộ này là cửa vào trong địa lao qua ba tầng cửa sắt nữa đường đi mỗi lúc một xuống thấp dẫn tới trước một căn nhà nhỏ Mặt trước căn nhà đặt những chấn song sắt lớn bằng cánh tay trẻ con. Phía trong song sắt, một thiếu nữ ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu đang khóc thút thít. Trên tường đặt mấy ngọn đèn dầu, chiếu ra ánh sáng vàng khe. Vì tiểu bảo rào bước tiến lại, hai tay vịn chấn song sắt. Gã chú ý nhìn thiếu nữ, hạ quốc tương quát lên, đứng dậy, đô thống đại nhân có điều hỏi ngươi đó. Thiếu nữ ngoảnh đầu nhìn ra, ánh đèn sôi rõ mặt cô vì tiểu bảo cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, cùng bật tiếng la hoàng, ô hay, thiếu nữ đứng dậy, xiềng khóa chân tay cô phát ra những tiếng loảng xoảng Cô ngập ngừng hỏi, tướng công, tướng công đấy ư, vì tiểu bảo hỏi, sao, sao nàng lại ở đây, cả hai người đều cực kỳ kinh dị, vì tiểu bảo không ngờ thiếu nữ này chẳng phải là A Kha mà là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình ở Mộc Vương Phù. Gã định thần rồi quay ra hỏi Hạ Quốc Tương, tại sao lại đem y giam ở trong này? Hạ Quốc tương hỏi lại, đại nhân quen mặt thích khách, y, y đúng là cung nữ chầu hầu công chúa hay sao? Vì tiểu bảo không trả lời, hỏi lại, y, y là thích khách đã hành thích mô, hành thích vương gia phải không? Hạ Quốc tương đáp, chính y đó, cô gái này thật là lớn mật, dám làm điều phạm thượng phản loạn. Xin đại nhân thẩm vấn cho ra người đã sai phái y, vì tiểu bảo vững tâm được một chút, miệng lẩm bẩm té ra mọi người đều hiểu lầm, kẻ hành thích ngô tam quế không phải là a kha mà là tiểu quận chúa của mộc gia phụ thân nàng bị ngô tam quế ra hại nàng ra tay hành thích hắn để trả thù cho phụ thân chẳng có chi là lạ gã lại hỏi hạ quốc tương phải chăng y đã xưng danh là ngọc khả và là cung nữ hầu cận của công chúa hạ quốc tương đáp bọn tiểu tướng sau khi bắt được y đã tra hỏi tính danh lai lịch cùng nhân vật nào đã sai khi ấy nhưng y nhất định không chịu cung khai chi hết sau có người nhận ra y là cung nữ Ngọc Khả, không hiểu có đúng vậy chăng, xin đại nhân chỉ thị, vì tiểu bảo bụng bảo dạ tiểu quận chúa bị bắt, dĩ nhiên ta phải tìm cách cứu nàng. Gã liền nói y đúng là cung nữ hầu cận của công chúa, công chúa vốn rất yêu thương y, gã nói rồi chớp mắt nhìn mục kiếm bình, lớn tiếng hỏi, người thật là lớn mật, sao dám cả gan hành thích bình Tây Vương, người không muốn sống nữa chăng, kẻ nào suối bảy ngươi biết điều thì hãy cung dưng đúng sự thật đi để khỏi chịu đau khổ về sắc thịt Mục kiếm bình khẳng khái đáp tên đại hán gian ngô tam quế nhận giặc làm cha đem giang sơn nhà đại minh dâng cho quân thát đát đã là người hán ai mà chẳng muốn ăn tươi nuốt sông hắn. đáng tiếc là ta chưa giết được tên gian tặc đó vì tiểu bảo giả vờ nổi lôi đình quát mắng còn tiểu nha đầu kia sao dám thốt ra những lời vô pháp vô thiên như vậy mi ở trong hoàng cung đã lâu ngày mà không hiểu một chút luật lệ nào hết. Màu màu công xưng ra, ai là kẻ sai mi đến hành thích? Đồng đảng của mi còn những ai nữa? Mục kiếm bình đáp người ở hoàng cung lâu hơn ta nhiều, nhưng đã biết những luật lệ gì? Hắn là đồng đảng và đã suối bẩy ta. Cô vừa nói vừa trò vào hạ quốc tương. Hạ quốc tương tức giận quát con tiểu nha đầu kia. Sao mi dám nói nhăng nói càn? Vì tiểu bảo tiến lại một bước, Giờ ngón tay cái bên mặt trỏ về phía sau ra hiệu cho tiểu quận chúa tiếp tục buộc tội hạ quốc tương. Gã lấy thân hình che ngón tay, mà hạ quốc tương đứng ở phía sau nên không trông thấy thủ thế cùng việc gã liếc mắt ra hiệu. Một kiếm bình hiểu ý, liền lớn tiếng đúng là hắn xui ta hành thích ngô tam quế. Hắn bảo ngô tam quế là con người cực kỳ bại hoại sâu xa, ai cũng căm hận muốn đâm chết lão. Hắn dỗ dành ta sau khi đâm chết được ngô tam quế hắn có thể, có thể cô không hiểu hạ quốc tương địa vị thế nào lại không thạo nghề nói dối nên ấp úng mãi không nói tiếp được vì tiểu bảo liền hỏi phải chăng y bảo có thể tham quan phát tài và sau này không còn bị ai kiềm chế đánh mắng nữa mộc kiếm bình lại nói lớn phải rồi hắn bảo ngô tam quế thường đánh mắng hắn lại đối đãi với hắn rất hung ác nên trong lòng hắn căm tức vô cùng hắn muốn trừ bỏ ngô tam quế từ lâu rồi nhưng nhưng hắn không đủ can đảm Hạ Quốc Tương nghe cô nói mỗi lúc một thêm bực tức, quát mắng cô không ngớt, nhưng Mộc Kiếm Bình không lý gì đến hắn. Vì tiểu bảo cũng quát lên, còn nha đầu kia, người phải coi chừng đừng có ăn nói tầm bậy, người có biết y là ai không? Y là nữ tế của Bình Tây Vương tên gọi Hạ Quốc Tương, hiện làm tổng binh dưới chướng vương gia. Bình Tây Vương tuy có lúc đánh mắng y, song đó chỉ là làm lợi cho y, nào phải chuyện thù hằn mộc kiếm bình nói tên hạ tổng binh này bảo ta hễ giết được ngô tam quế thì hắn có thể lên làm bình tây vương hắn còn dỗ ngon dỗ ngọt ta bất luận hành thích có thành công hay không hắn cũng buông tha ta chứ không để ta đau khổ chút nào thế mà hắn lại giam cầm ta trong này đoạn cô lớn tiếng hỏi hạ tổng binh bao giờ tổng binh mới buông tha ta hạ quốc tương bụng bảo giả nguyên con tiện nhân kia không nhận biết ta là ai chính thằng lòi này nói ra hết thật là khả ố, gã muốn cứu thị rồi dùng lão ra làm cái bung sung. Hắn lại quát tháo, mi mà còn nói tầm bậy thì ta dóc từng rẻ xương của mi ra đó, ít lắm cũng đánh cho mi mấy trận chết đi sống lại mới vừa lòng. Một kiếm bình quả nhiên kinh hãi không dám nói nữa. Cô nghĩ thầm, nếu vì tiểu bảo không cứu thoát được ta ra thì tất nhiên tên võ quan này sẽ đối xử tàn nhẫn với ta. Vì tiểu bảo bèn mớm lời, trong lòng ngươi còn có điều gì thì cứ nói hết đi. Hạ Tổng Binh đây là bạn thân của ta. Nếu y có suối bảy người thật sự đến hành thích Bình Tây Vương cũng cứ nói thực. Ta quyết chẳng tiết lộ với ai. Gã vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Một kiếm bình đáp hắn. Hắn sẽ đánh chết ta. Ta không dám nói nữa. Vì tiểu bảo tuyên bố cứ tình trạng này mà xét thì những lời của thị đều là sự thực. Gã buông tiếng thở dài lùi lại mấy bước, gục gặc cái đầu. Hạ quốc tương lên tiếng, xin đại nhân minh xét quân phản tặc vu hám quan trường là chuyện thường, dĩ nhiên đại nhân chẳng nên cho là sự thật, vì tiểu bảo trầm ngâm đã tổng binh nói cũng có lý, nhưng ngày thường bình Tây Vương đối với tổng binh rất nghiêm khắc, nên tổng binh ấm ức trong lòng muốn giết nhạc phụ đi. Bản nhân e rằng con nhỏ này còn bé quá chưa thể bịa chuyện ra như vậy được. Hãy chờ bình Tây Vương khỏi vết thương rồi bản nhân sẽ khuyên can lão nhân ra cho nhạc gia cùng nữ tế trong một nhà từ đây đừng xung khắc nhau như nước với lửa nữa ban đầu Hà Quốc Tương nghe mộc kiếm bình vu vả, hắn chẳng quan tâm, vì đường công danh phú quý của hắn đều do Bình Tây Vương ban cho, chẳng ai tin rằng hắn lại có chuyện âm mưu bất chính. Nhưng nếu vì Tiểu Bảo đem vụ này nói với Ngô Tam Quế thì chắc chắn là cha vợ sẽ vô cùng phẫn nộ với chàng gì vì tội thốt lời oán trách với người ngoài. Mấy năm gần đây Ngô Tam Quế tính tình nóng này, đối xử với bọn thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc. Lão mà nghe tới vụ này e rằng có thể xảy ra tai họa bất chắc. Hắn nghĩ vậy vội nói, vương gia đối với tiểu tướng thật hết lòng nhân nghĩa, chẳng khác gì cha đẻ với con ruột. Tiểu tướng trong lòng cảm kích muôn vàn, xin đô thống đừng đưa câu chuyện này đến tai vương gia. Vì tiểu bảo thấy hắn lộ vẻ bồn chồn, liền mỉm cười đáp, người không muốn giết cọp, nhưng cọp vẫn định ăn thịt người. Việc đời đem oán trả ân cũng là sự thường gã ngừng lại một chút rồi tiếp có điều bình Tây Vương đối đãi với bản nhân rất chân tình. Bản nhân sẽ khuyên cáo lão nhân gia cần đề phòng một chút để khỏi bị người trong nhà hạ độc thù. Bình Tây Vương minh cường tướng mạnh, lại bao nhiêu cao thủ phòng vệ bên mình thì người ngoài có muốn ra hại lão nhân gia cũng khó lòng thành công. Sợ là sợ giặc ở trong nhà mới khó nỗi đề phòng cho siết. Người nhà định hạ thủ thì e rằng tránh không thoát được. Hạ quốc tương càng nghe càng bở vía hắn biết rõ vì tiểu bảo muốn đục cây cha cành để giải cứu thiếu nữ bị giam trong ngục. Một đằng bình Tây Vương lại rất đỗi đa nghi, bất cứ đối với ai lão cũng đem lòng ngờ vực. Mấy bữa trước đây người em ruột lão là Ngô Tam Mai chỉ vì quên không cởi đao đã tiến vào hậu đường liền bị lão thống mạ một chập. Chính lão thỏ tay rút đao của em quẳng xuống đất, nếu vì tiểu bảo suối bảy Ngô Tam Quế những chuyện như, giặc ngoài dễ trống, nội địch khó phòng gì đó thì dù lão không tin hạ quốc tương mưu đồ làm phản lão nhưng cũng khắc vào tâm khảm lão một ấn tượng không hay có thể làm trở ngại lớn đến bước đường công danh của hắn hạ quốc tương cũng nghĩ đến điểm này liền nói khẽ nếu tiểu tướng được đô thống đại nhân có lòng đề bạt tài bồi cho thì suốt đời không quên ơn đức đại nhân sai khiến điều chi dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tiểu tướng quyết không lùi bước hay việc can hệ tài đình tiểu tướng cũng hết sức gánh vác. Vì tiểu bảo đáp việc này thật rắc rối, để bản tướng nghĩ dùng tổng binh xem có biện pháp nào chăng. Bây giờ những lời cung xưng của con tiểu nha đầu có trời biết, đất biết, tổng binh biết, bản nhân biết, cả con nha đầu này cũng biết. Thế là ba người biết rồi, giả tỷ tổng binh nhân lúc rối loạn chém thị một đao kết liễu để bịt miệng thì không còn lo gì nữa. Gã thở dài nói tiếp, lời công khai của thị đã lọt vào tay bản nhân thì tổng binh có muốn bịt miệng lại phải một đao giết luôn bản nhân đi. Nhưng thị vệ cùng binh tướng thủ hạ của bản nhân đến mấy ngàn người đang chờ đợi ở ngoài vương phủ. Vậy tổng binh muốn giết bản nhân so với lúc sự việc mới xảy ra còn khó khăn hơn nhiều. Hạ Quốc Tương nghe gã nói tới đây bất giác tái mặt, liền đưa lời thỉnh an rồi đáp, tiểu tướng không bao giờ dám nghĩ tới những hành động vô pháp vô thiên như thế. Vì tiểu bảo cười nói, nếu không bịt miệng thì còn cách nào để vụ này khỏi lọt vào tay bình Tây Vương được? Hạ Tổng Binh, Tổng Binh là nhân vật đứng đầu trong 10 vị Tổng Binh, lại là giai tế của bình Tây Vương. E rằng chín vị Tổng Binh kia và bao nhiêu văn võ quan viên trong vương phủ có lắm người ghen tức. Người ta thường nói, vừa mở cửa đã gặp bảy thứ là củi, gạo, dầu, tương, muối, giấm, trà. Đã có người ăn phải giấm chua thì không khỏi thêm dầu thêm muối vào vụ này chỉ lộ ra một chút cho kẻ khác phong thanh là trái tay bình Tây Vương không thanh tĩnh được đâu. Họ sẽ tìm cách suối bảy lão nhân ra về những điều tệ hại của Tổng binh. Họ còn thêm thắt, bịa đặt để tâm công cho mình và rèm pha Tổng binh thì phiền lắm đấy, nhất là hiện nay bình Tây Vương đang bị thương. Người nằm dưỡng bệnh thế nào tinh khí cũng cục cằn, nóng này. Cái đó, cái đó, hỡi ơi! Hạ quốc tương nghe vi tiểu bảo nói hợp tình hợp lý bụng bảo dạ thằng lòi này biết rõ nhiều việc trong vương phủ ta rồi hắn liền hỏi xin đại nhân lo mưu giúp dùng cho tiểu tướng tiểu tướng xin kết cỏ ngậm vành không hiểu bây giờ nên làm thế nào vì tiểu bảo đáp bản nhân đã nói là lấp liếm vụ này rất khó khăn thôi bản nhân đành gánh lấy việc này để kết thêm một người bạn tổng binh giao con tiểu nha đầu kia cho bản nhân đem đi nói là công chúa muốn thân hành cha hỏi Gã nói tới đây kề miệng vào tay Hạ Quốc tương nói rất khẽ. Tối hôm nay, bản nhân giết Phước Thị đi rồi phao tin ra ngoài Thị nhất định không chịu cung sưng, lại thủ hình không nổi nên uổng mạng. Như vậy có phải việc tài đình ấy sẽ tu nhỏ lại bằng cái kim, mà việc nhỏ thì thành số không? Ai nấy đều bình yên không lo ngại gì nữa. Hạ Quốc tương đã đoán trước gã sẽ nói những câu này liền mắng thầm trong bụng. Còn mẹ nó, thằng lòi thối tha muốn cứu con tiểu nha đầu kia lại nói chuyện làm ơn cho mình thế là gã được tiếng giúp mình một việc lớn lao có điều mình không hiểu tại sao thằng lòi này lại quen biết con tiểu nha đầu kia kể ra cũng hơi lạ hắn hỏi lại đại nhân đã nhận diện rõ ràng chưa thị có đúng là cung nữ hầu cận công chúa không lúc nãy tiểu tướng đã hỏi thị để thử coi thị có biết tướng mạo và niên kỷ của công chúa thế nào cùng tình hình trong hoàng cung ra sao thì thị trả lời sai bét vì tiểu bảo đáp thị đúng là cung nữ hầu cận công chúa nhưng vì không muốn để liên lụy đến nàng, dĩ nhiên thị cố ý nói chạch đi. Còn tiểu nha đầu này đã hết lòng chung với công chúa, lại không phụ lời ủy thác của tổng binh. Hay lắm, hay lắm, hạ quốc tương nghe vi tiểu bào lại dở giọng quàng trách nhiệm vào cổ mình vội nói, diệu kế của đại nhân quả là cao minh. Xin đại nhân mấy chữ thủ dụ nói là đem phạm nhân đi để công chúa tra hỏi. Như thế thì tiểu tướng mới có đường phúc đáp vương gia vì tiểu bảo bật cười nghĩ bụng còn mẹ nó lão gia đã mù chữ thì còn biết đằng nào mà viết thủ dụ với cước dù gã thỏ tay và bọc móc cây súng ngắn ra nói đây là lễ vật của vương gia tặng cho bản nhân tổng binh cứ cầm cái này đưa cho vương gia coi mà nói là bản nhân vâng lệnh công chúa đến bắt khâm phạt đem đi để cây súng lại làm bằng chứng hạ quốc tương đưa hai tay ra đón lấy súng chuồn vào bọc rồi đi kêu hai tên võ quan tới hắn bảo chúng mở cửa sắt và tháo bỏ xích chân cho mộc kiếm bình nhưng vẫn giữ khóa xiềng ở tay cô hạ quốc tương tay cầm xiềng đưa mộc kiếm bình ra ngoài vương phù hắn giao xiềng cho vi tiểu bảo đồng thời lớn tiếng hô đô thống đại nhân vâng thị dụ của công chúa điện hạ đem một tên nữ phạm về để công chúa thẩm vấn các vị phải canh chừng cho cẩn thận đừng để phạm nhân chạy mất vi tiểu bảo cười hỏi có phải tổng binh sợ bản nhân bắt tù phạm rồi chối phăng đi mọi người ở đây đều mắt thấy tay nghe, bản nhân có muốn chối cũng không được nào. Hồi 148, A Kha chẳng biết đi đâu mất. Hạ Quốc tương khom lưng nói, đại nhân nói giỡn mà thôi, tiểu tướng đâu dám có ý nghĩ như vậy. Vì tiểu bảo đáp tổng binh nói dùm với vương gia cho là bản nhân rất băn khoăn về thương thế của lão nhân gia. Sáng mai bản nhân sẽ lại tới vấn an. Hạ quốc tương kính cần đáp không dám, vì tiểu bảo đưa mộc kiếm bình về an phụ viên vào thẳng phòng gã đóng cửa lại. Gã cười hề hề hỏi, hảo lão bà, vụ này là thế nào đây? Mục kiếm bình thẹn quá mặt đỏ bừng lên, hờn mát đáp, hễ thấy mặt là dở giọng bờm sơn. Cô giơ tay lên, xiềng khóa phát ra những tiếng loàng xoảng Cô nói, đại ca, hãy trừ bỏ cái này đi rồi sẽ tính. Vì tiểu bảo cười đáp ta phải âu yếm nương tử một chút đã, sau khi trừ bỏ xiềng khóa rồi, e rằng nương tử không chịu gã nói rồi giang tay ra ôm lấy lưng cô. Mộc kiếm bình hốt hoảng, đại ca, đại ca lại khinh bạc tiểu muội rồi. Vì tiểu bảo cười hỏi, ta không khinh bạc cô thì còn khinh bạc ai? Gã khẽ hôn vào má cô rồi lấy chìa khóa mà Hạ Quốc Tương đã giao cho để mở xiềng. Đoạn gã kéo mộc kiếm bình ngồi sánh vai xuống cạnh giường để hỏi gốc ngọn về vụ hành thích ngô tam quế. Mộc kiếm bình nói, hồng giáo chủ và phu nhân nhận được những cái mà đại ca gửi đến đều vui mừng khôn xiết hai ngài phái xích long phó sứ đưa cả tiểu muội đi, để khuyến khích đại ca hết giả trung thành mà làm việc. Hồng phu nhân còn cho hay giáo chủ và phu nhân biết đại ca nhớ tiểu muội nên, nên. Vì tiểu bảo nắm chặt lấy tay cô hỏi, nên phái nương tử đến làm vợ ta chứ gì? Mục kiếm bình vội cãi, không phải, không phải, phu nhân bảo sợ đại ca trong lòng nhớ mong tiểu muội chẳng thể yên tâm phục vụ. Thực sự phu nhân chỉ nói như vậy, chứ không còn chuyện gì khác. Vì tiểu bảo cười nói, nhất định phu nhân nói thế kia, nương tử không dối được ta đâu. Mộc kiếm bình gắt lên, đại ca không tin thì khi gặp phu nhân thử hỏi coi. Vì tiểu bảo thấy mắt cô đỏ hoe, cơ hồ xa lệ, sợ cô phát khóc liền chậm rãi dỗ dành, phải rồi, phải rồi, phu nhân không nói thế thật, có điều muội muội cũng nhớ ta lắm phải không? Mộc kiếm bình quay lại khẽ gật đầu vì tiểu bảo hỏi xích long phó sứ hiện giờ ở đâu sao muội muội lại đi hành thích ngô tam quế mộc kiếm bình đáp ba bữa trước đây bọn tiểu muội tới côn minh nghĩ ngay đến việc tìm đại ca không ngờ lại gặp tệ ca ca cùng ngô sư thúc vì tiểu bảo hỏi ủa lệnh huynh và ngô lão sư cũng đến côn minh ư tiểu huynh chưa biết một kiếm bình đáp tệ huynh gặp tiểu muội rồi liền đưa về chỗ y ở tiểu muội gặp cả liễu sư phụ ngao sư ca lưu sư ca nguyên mọi người đến côn minh đã an bài kế hoạch ám sát công chúa vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi hạ sát công chúa ư tại sao vậy công chúa có đắc tội gì với mộc vương phủ đâu mộc kiếm bình đát tệ huynh bảo chúng ta muốn lật đổ tên đại hán gian ngô tam quế thì hiện nay có cơ hội rất tốt em gái của hoàng đế thát đát đem gà cho con trai hắn nếu chúng ta giết được công chúa thì nhất định hoàng đế sẽ thống hận ngô tam quế đã không bảo vệ được an toàn cho công chúa rồi hạ chỉ trách phạt. Như vậy là bức bách ngô tam quế đi vào con đường tạo phản. Vì tiểu bảo nghe đến đây, bất giác lòng bàn tay chảy mồ hôi, nghĩ thầm, kế hoạch này rất thâm độc, ta chỉ lo mưu ra hại ngô tam quế mà không nghĩ tới việc bảo vệ công chúa. Giả tỷ bọn mục vương phủ hạ thủ rồi thì thật là hỏng bét. Gã liền hỏi, rồi sao sao nữa? Mộc kiếm bình đáp tệ huynh bảo tiểu muội giả làm công nữ để kề cận công chúa đặng hạ thù hành thích. Bọn họ ở ngoài tiếp ứng, họ chờ hễ tiểu muội thành công là xông vào cứu ra. Xích Long phó sứ nghe họ bàn kế hoạch rồi cho tiểu muội hay và bảo, đại ca bảo vệ công chúa mà công chúa bị hành thích tất bị liên lụy. Tiểu muội nghe y nói vậy cũng phải, muốn tới thương lượng với đại ca không ngờ liễu sư phụ biết chuyện này liền động thủ vung đao chém chết xích long phó sứ. Cô nói tới đây, người run bần bật, hiển nhiên cô nghĩ tới tình trạng lúc đó, bây giờ hãy còn khiếp sợ. Vì tiểu bảo nắm chặt tay cô an ủi, đừng sợ, đừng sợ, thế là muội muội đã vì ta, ta rất cảm ơn. Một kiếm bình hai hàng nước mắt chảy xuống, cô nghẹn nào nói, thế mà, thế mà, hễ đại ca thấy mặt tiểu muội liền ra chiều khinh bạc, lại còn không tin lời tiểu muội nữa. Vì tiểu bảo cầm tay một kiếm bình dơ lên tát mạnh vào mặt mình một cái, miệng cất tiếng thoá mà, tên khốn kiếp thật là đáng chết, phải đánh chết con mụ điếm đi. mộc kiếm bình vội níu kéo tay gã nói, không, tiểu muội không muốn đại ca tự mình lại đánh mắng mình. Vì tiểu bảo cầm tay cô nhẹ nhàng đưa lên mặt khẽ hôn một cái nói, dù sao vì tiểu bảo cũng đáng chết, vì lẽ muội muội bị ngô tam quế bắt mà gã không đến cứu ngay. Một kiếm bình nói, đại ca chẳng đã giải thoát cho tiểu muội rồi là gì? Có điều chúng ta phải mau mau nghĩ cách nào để cứu viện tệ huynh cùng liễu sư phụ. Vì tiểu bảo kinh hãi hỏi, lệnh huynh và liễu lão sư cũng bị bắt cả rồi ư. Một kiếm bình đáp, hôm kia, chỗ tạm trú của bọn tiểu muội đột nhiên bị bọn võ sĩ thủ hạ của ngô tam quế đến bao vây. Chúng đến đông quá có tới 30 tên mà tên nào cũng võ công cao thâm. Bọn tiểu muội ít người không địch nổi số đông, ngao biêu sư huynh bị giết ngay đương trường tệ huynh liễu sư phụ và tiểu muội đều bị bắt vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi muội muội bị trung bắt làm sao còn đến hành thích ngô tam quế được mộc kiếm bình hỏi lại hành thích ngô tam quế ư tiểu muội không làm việc này sự thực thì tiểu muội vẫn mong giết được tên đại hán gian đó nhưng bọn người khốn kiếp kia đeo xiềng khóa và tay chân thì dù tiểu muội có muốn hành thích cũng không được vì tiểu bảo càng nghe càng lấy làm kỳ hỏi đêm hôm kia muội muội bị bắt phải không hai bữa nay muội muội ở đâu một kiếm bình đáp, tiểu muội bị chúng giam trong một gian phòng tối đến bữa nay bọn chúng đem vào địa lao chưa được mấy chốc thì đại ca tới vì tiểu bảo trong lòng ngấm ngầm biết là có điều bất diệu hiển nhiên hạ quốc tương chơi gã vốn này rồi trong lúc nhất thời gã không nghĩ được kế gì trầm ngâm một lúc rồi hỏi hôm nay ngô tam quế bị người đến hành thích thường thế khá nặng. Nhát kiếm đó không phải muội muội đâm ư? Mộc Kiếm Bình đác dĩ nhiên không phải, tiểu muội chưa từng gặp mặt Ngô Tam Quế bao giờ. Hắn đã chết chưa? Vì tiểu bảo lắc đầu, tiểu huynh cũng không rõ. Rồi gã hỏi, thân thế cùng lai lịch của muội muội chúng đã biết chưa? Mộc Kiếm Bình đác chắc không biết vì tiểu muội chẳng nói câu gì. Tên võ quan thẩm vấn tức giận hỏi tiểu muội có câm không? Đại ca, trước kia đại ca đã bảo tiểu muội là con câm. Vì tiểu bảo khẽ hôn vào mặt cô nói, "Muội muội là con câm rất cưng của ta, hôm ấy ta còn bảo muốn khắc con rùa đen vào mặt muội muội." Mộc Kiếm Bình vừa bẽn lẽn vừa mừng thầm, mặt cô đầy vẻ nhu tình mà không dám quay lại ngó gã. Vì tiểu bảo tự hỏi, tại sao Hà Quốc Tương lại đưa Mộc Kiếm Bình ra giả xưng công nữ? "Phải rồi, hắn muốn thử xem ta có quen biết bọn người ở Mộc Vương phủ không?" ta cứu tiểu quận chúa ra thì có khác gì thừa nhận mình cùng phe đảng với mục gia hạ quốc tương bày ra cảm bẫy mong ta bước chân vào hiện giờ lão gia bất cần xa vào cạm bẫy của hắn rồi vụ này hỏng bét thật là hỏng bét tuy gã là người cơ cảnh giàu hoạt nhưng còn nhỏ tuổi thì lúc gặp đại sự sao khỏi hoang mang dĩ nhiên gã chưa phải là đối thủ của những tay cáo giả như ngô tam quế hạ quốc tương vì tiểu bảo trong lòng hối hận toàn thân toát mồ hôi ướt đầm, gã nói, hảo lão bà, nàng ở đây chờ đợi, ta phải đi thương lượng với anh em tìm cách cứu lệnh huynh và liễu sư phụ. Gã liền tới Tây Phòng, triệu tập quần hùng trong thiên địa hội lại nói rõ đầu đuôi cho mọi người hay. Bọn từ thiên xuyên nghe gã kể chuyện đều cảm thấy vụ này rất khó khăn. Huyền Trinh hỏi, phải chăng vụ chúng ta thay hình đổi dạng để hạ sát hãn thiếp ma giả đã bị ngô tam quế khám phá? Tiền lão bản hỏi, không hiểu Ngô Tam Quế lấy được tin ở đâu mà nửa đêm phái thủ hạ đến vây bắt những bạn hữu ở Mộc Vương Phủ. Vì tiểu bảo trợt động tâm linh nói, trong Mộc Vương Phủ có gã họ Lưu, tên gọi Lưu Nhất Chu. Hắn thủ hận tại hạ, lại là kẻ tham sinh úy tử. Chắc hắn bị tra tấn rồi cung xưng tất cả. Tiền lão bản vỗ đùi nói, hẳn là đúng rồi, vì hương chủ, bây giờ cơ sự đã ra thế này, thì chỉ còn cách nói cứng với Ngô Tam Quế là hương chủ vâng thánh chỉ của Hoàng đế giao hảo với Mộc Vương Phủ, nhân dịp đến Vân Nam. Vì tiểu bảo được lão thức tỉnh liền cười khanh khách đã, phải lắm, phải lắm, việc ta tha bọn ngô lập thân quả là, gã nói tới đây, lập tức im miệng nghĩ thầm, vụ hoàng thượng ngầm bảo ta phóng thích bọn ngô lập thân không nên tiết lộ ra ngoài. Gã liền đổi giọng, tuy tại hạ có thể bảo gã là vâng chỉ dụ của hoàng đế, nhưng e vẫn không gạt được tên đại hán gian đó. Tiền lão bản nói, muốn bịp được tên đại hán gian kia dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nhưng vi hương chủ lên tiếng xác định đây là ý chỉ của hoàng đế thì dù trong lòng hắn không tin cũng chẳng làm gì được. Nói tóm lại chỉ cần hương chủ đừng chờ mặt với hắn để mình rời khỏi hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu yên lành là không còn sợ gì hắn nữa. Từ thiên xuyên gật đầu nói, kế này quả rất cao minh, đại hán gian có tật giật mình, không khỏi sợ bóng sợ gió, trong lòng nơm nớp lo âu về chuyện tiểu hoàng đế biết hắn âm mưu tạo phản. Bản tới việc giải cứu bọn mộc kiếm thanh, liễu đại hồng thì quần hùng không tìm ra được kế hoạch nào hoàn thiện. Việc này thực không phải dễ dàng, mọi người cúi đầu ngẫm nghĩ tưởng chừng muốn phát điên, giữa thiên địa hội và mộc vương phủ tuy có chuyện tranh hùng nhưng đều có chung mục đích, và ai nấy đều khâm phục tấm lòng anh hùng nghĩa hiệp của bọn liễu đại hồng, quyết chẳng thể tụ thủ bằng quan sống chết mặc bay được quần hùng thương nghị hồi lâu vẫn không giải quyết được vấn đề vì tiểu bảo nói bây giờ chúng ta nghĩ cách gì e rằng chưa chắc đã dùng được đành đợi tại hạ đến gặp đại hán gian xem có cơ hội nào không rồi mới quyết định được quần hùng cáo từ lui ra vì tiểu bảo nghĩ bụng đại hán gian đã bắt tiểu quận chúa thì chắc a kha không việc gì ta đến coi nàng xem sao gã tới phòng cửu nạn chẳng thấy a kha đâu liền hỏi sư phụ sư tỷ không về đây ư? Cửu nạn sừng sốt hỏi lại, ngô tam quế thả y rồi sao? Hắn, hắn biết hết rồi chăng? Lúc bà hỏi câu này, thân sắc có điều khác lạ, thanh âm bà cũng phát run. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, ngô tam quế biết chuyện gì? Cửu nạn lẳng lặng không trả lời. Hồi lâu bà lại hỏi, thương thế của đại hán gian ra sao? Vì tiểu bảo đáp thương thế của hắn nặng lắm. Đệ tử vừa đến thăm, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh e rằng khó lòng thoát chết. Nét mặt cửu nạn thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi bà lại trao mày khẽ nói, cần phải cho hắn biết lúc hắn còn sống mới được. Vì tiểu bảo muốn hỏi lại, cho hắn biết chuyện gì, nhưng thấy thái độ sư phụ rất nghiêm nghị, gã không dám hỏi nữa. Gã toàn thuật lại chuyện trong vương phủ bắt được thích khách là tiểu quận chúa của một vương phủ chứ không phải A Kha, bỗng thấy cửu nạn xua tay cho gã lui ra vì tiểu bảo dù là ở trước mặt hoàng đế gã vẫn thấy tự do thoải mái, chứ không rụt rè sợ hãi như ở trước mặt sư phụ. Gã lầm lét khác nào chuột thấy mèo, chẳng nói gì nữa, gión rén lui ra. Vì tiểu bảo lần đi dò hỏi tin tức A Kha, ngày thường cung nữ Ngọc Khả rất ít khi lộ diện, cô không chuyện trò, giao thiệp với ai, thậm chí nhiều người không biết đến cô cung nữ này nữa. Bọn cung nữ, thái giám trong an phụ viên đều nói là không gặp cô đâu vì tiểu bảo lật đật mất một ngày một đêm, trong người đã mỏi mệt. Gã trở về phòng nói chuyện phiếm với Mộc Kiếm Bình mấy câu rồi nằm lăn ra ngủ. Hôm sau gã đến thăm Ngô Tam Quế, con thứ của Bình Tây Vương ra nghênh tiếp nói là thương thế của phụ thân gã vẫn không thay đổi. Vương gia đang ngủ yên, nên gã không tiện kinh động. Vì tiểu bảo hỏi đến Hạ Quốc Tương, thứ công tử cũng nói là hắn đang đi tuần tiễu, đề phòng lòng người dao động có thể xảy ra biến cố. Vì tiểu bảo hỏi đến thương thế của ngô ứng hùng thì cũng không được trả lời một cách đích xác. Vì tiểu bảo ngấm ngầm cảm thấy bình tây vương phủ không những đã sinh ra hoài nghi gã mà còn có ý coi là đối nghịch nữa. Lúc này muốn giải cứu bọn ngục kiếm thanh, liễu đại hồng nhất định chẳng thể thành công mà còn e kích động cho vương phủ lập tức động thù thì cái mạng nhỏ xíu của gã phải bỏ lại côn minh mất. Một ngày nữa trôi qua, vì tiểu bảo đang ngồi thương nghị với bọn tiền lão bản. Từ thiên xuyên bỗng thấy mã ngạn siêu chạy vào báo có một vị lão đạo cô muốn vào ra mắt. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, lão đạo cô ư, đạo cô kiếm tại hạ làm chi? Phải chăng bà ta đến khuyên giáo? Mã ngạn siêu đáp thuộc hạ đã hỏi bà ta có việc gì thì bà ta nói là vâng lệnh trên đưa tin đến cho khâm sai đại nhân. Y cầm một bao thư bằng giấy vàng đệ lên. Vì tiểu bảo trao mày nói, cảm phiền mã đại ca mở thư ra xem họ viết những gì. Mã Ngạn Siêu mở bao thư, rút ra một tờ giấy vàng. Y liếc mắt nhìn rồi đọc, "A Kha gặp nạn." Vì tiểu bảo vừa nghe bốn chữ này đã giật bắn người lên, vội hỏi, "A Kha gặp nạn làm sao?" Quần Hùng Thiên Địa hội không biết gì đến chuyện cửu nạn và A Kha, đều ngơ ngác nhìn nhau. Mã Ngạn Siêu đáp, trong thư viết chẳng ra đầu đuôi gì hết, lại không đưa thư danh. Họ chỉ dặn mời Hương chủ đi theo người đưa thư đến nơi để thương nghị biện pháp giải cứu vì tiểu bảo vội hỏi vị đạo cô kia còn ở ngoài đó không mã ngạn siêu đáp bà ta vẫn còn ở ngoài kia y chưa dứt lời vì tiểu bảo đã nhảy vọt ra gã đến bên cửa lớn thì thấy một vị đạo cô đầu bạc phơ đang ngồi trên ghế chờ đợi tên thị vệ gác cổng lớn tiếng hô khâm sai đại nhân đã tới đạo cô đứng dậy cúi đầu thi lễ vì tiểu bảo hỏi ai phái đạo cô tới đây đạo cô đáp xin đại nhân rời gót tới nơi sẽ biết vì tiểu bảo hỏi bây giờ đi đâu đạo cô đáp mời đại nhân đi theo bần đạo hiện giờ chưa tiện nói ra vì tiểu bảo nóng ruột muốn biết a kha lạc lõng nơi nào lại hỏi người nhắc đến trong thư bây giờ ở đâu đạo cô đáp bần đạo vâng lệnh trên sai khiến không hiểu rõ nội tình xin đại nhân lượng thứ cho vì tiểu bảo nói được rồi ta đi theo đạo cô rồi gã hô sắp xe ngựa cho mau đạo cô nói xin đại nhân ngồi xe để khỏi làm kinh động người ngoài vì tiểu bảo gật đầu gã ra khỏi cổng rồi cùng đạo cô ngồi chung một xe bọn từ thiên xuyên tiền lão bản sợ địch nhân bày ra cạm bẫy liền bảo nhau đi theo cách xa một quãng đạo cô trò đường cho xe ngựa đi về hướng tây xe rời khỏi cổng thành phía tây rồi mỗi lúc càng đi vào nơi hoang vắng vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp cất tiếng hỏi đạo cô đưa tại hạ đi đâu đây đạo cô đáp chẳng còn mấy nữa là tới nơi xe đi chừng hơn ba dặm bỗng rẽ qua hướng bắc quãng đường này nhỏ hẹp chỉ vừa một cỗ xe đi dẫn tới một cái am nhỏ đạo cô nói tới nơi rồi vì tiểu bảo nhảy xuống thấy tấm biển trên cổng đề ba chữ thì chữ đầu là chữ tam còn hai chữ nữa gã không biết vì tiểu bảo quay đầu nhìn lại thấy bọn mã ngạn siêu vẫn theo hút ở phía xa xa gã biết là mình vào am rồi bọn họ cũng chờ đợi quanh đây Cảm thấy an tâm liền theo đạo cô tiến vào. Phía trong cổng am sạch như chùi không một vết bụi, ngoài sân trồng mấy khóm trà hoa, một khóm tử kinh. Chính giữa điện đường đặt một pho tượng Quan Âm mặc bộ áo trắng. Pho tượng Quan Âm này diện mạo rất xinh đẹp mà diện mạo lại rất trang nghiêm. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, nghe nói trong đám vợ của Ngô Tam Quế có một mụ vợ ngoại hiệu là Tứ Diện Quan Âm, lại có một mụ kêu bằng Bát Diện Quan Âm. Chẳng hiểu đức Quan Âm Bồ Tát có thật đẹp thế này chăng? Còn mẹ nó, diễm phúc của tên đại hán gian quả nhiên không nhỏ. Đạo cô dẫn vi tiểu bảo đến tòa thiên điện mé đông. Người nhà bưng trà lại, gã mở nắp chén trà, thấy mùi thanh hương thoang thoảng đưa lên mũi, nước trà màu xanh biếc. Đúng là trà long tỉnh còn tươi, gã lấy làm kỳ nghĩ bụng, thứ trà long tỉnh này từ Giang Nam vận chuyển tới đây không phải rẻ tiền. Bọn ni cô đạo cô trong am này làm gì có nhiều tiền mà xài sang như vậy lại thấy một đạo cô bưng vào một cái hộp sơn đen bầy tám thứ kẹo mứt, nào mứt tùng tử, nào tiểu bồ đào cao, nào hạnh đào phiến, nào mai côi cao, đường hạnh nhân, bánh đậu xanh, bách hợp tô, nào quế hoa mật, toàn là những đồ điểm tâm mà tô đông pha khi xưa ưa dùng. Những chén đựng kẹo mứt cũng tinh xảo dị thường, những món điểm tâm của Giang Nam này, vì tiểu bảo hồi ở trong kỹ viện Thành Dương Châu đều đã biết qua chỉ khi nào có khách sang mộ chủ mới lấy ra mời mọc gã nhân lúc người ta không để ý lấy cắp mấy viên ăn sau này gã vào hoàng cung không được nhìn thấy nữa ai ngờ trong một tòa am nhỏ ở tỉnh vân nam lại có những vật này vì tiểu bảo trong lòng khoan khoái miệng lẩm bẩm thế này là lão gia lại về đến lệ xuân việt ở thành dương châu đạo cô bưng điểm tâm vào rồi lại lui ra trên kỳ trà đặt một chiếc đỉnh đồng nhỏ khói xanh bốc lên nghi ngút Thứ trầm đốt trong đỉnh cũng là trầm hương rất quý, vì tiểu bảo đã nếm trải mùi đời, nên rất biết người biết của. Mỗi lần gã vào từ ninh cung của Thái Hậu là người thấy mùi trầm hương này. Bây giờ gã đột nhiên người thấy không khỏi giật mình tự hỏi, trời ơi, hỏng bét, chẳng lẽ mụ điếm già đã đến đây? Gã liền đứng phát dậy, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhẹ êm ái một người đàn bà tiến vào nhìn vi tiểu bảo hai tay chắp đề trước ngực thi lễ nói, kẻ xuất gia là tịch tĩnh xin tham kiến vi đại nhân. Giọng nói ôn hòa trong trèo, đúng là khẩu âm tô châu. Người đàn bà này cỡ 40 tuổi, mình mặc áo màu biếc lượt, cặp lông mày xinh như vẽ, nét mặt thanh tú không bút nào tả xiết. Suốt đời vi tiểu bảo chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Tay gã cầm chung trà, miệng há hốc ra không ngậm lại được, chân tay luống cuống người đàn bà kia mỉm cười nói, mời vi đại nhân an tọa. Hồi 149, viên viên xuất thân ở trốn phong trần. Vi tiểu bảo luống cuống đáp, dạ dạ, hai chân gã nhổn ra ngồi phệt ngay xuống. Nước trà trong chung đổ ra làm ướt một mảng vạt áo. Đàn ông thiên hạ thấy mặt người đẹp thường lâm vào tình trạng hồn lạc phách siêu. Nàng được chứng kiến nhiều rồi nên không để ý. Nhưng vi tiểu bảo, một gã thiếu niên mới 15-16 tuổi, cũng bị dung quang tuyệt thế của nàng làm cho mê mẩn, khiến nàng không nhịn được. tủm tìm cười nói, vì đại nhân tuổi nhỏ tài cao, tưởng can la ngày trước mới 12 tuổi đã làm thượng khanh ở nước tần cũng chẳng thể hơn được. Vì tiểu bảo đác tại hạ không dám, trời ơi, chẳng hiểu tây thi, dương quý phi ngày trước thế nào mà thiên hạ đua nhau tâng bốc, nhưng tại hạ nhất quyết còn thua nương từ xa lắm. Người đẹp giơ tay áo lên che nửa mặt ngọc mỉm cười cử động này tưởng chừng bao nhiêu vẻ đẹp đều hiện ra nàng nghiêm trang nói mỹ sắc làm hư việc nước xưa đã thế mà nay cũng thế con người bất tường tự hận mình được trời ban cho tấm dung nhan khuynh quốc chỉ tổ làm đau khổ lê dân trong thiên hạ vì thế mà mấy năm gần đây tiện thiếp ra mình vào trốn am mây làm bạn cùng thanh đăng cổ phật khổ tâm sám hối hỡi ơi tiện thiếp dù khua tan mõ gỗ niệm nát chân kinh cũng không đủ đền tội trong muôn một Nàng nói tới đây vành mắt đỏ hoe rồi không nhịn được để hai hàng châu lệ tuôn rơi. Vì tiểu bảo không hiểu những câu nàng nói có ẩn ý gì. Gã chỉ biết lúc nàng mỉm cười như ánh thần quang, chia rồi lại hợp, lúc nàng buồn thảm khiến người xúc động can trường. Bất giác gã nảy lòng thương hương tiếc ngọc, gã chẳng biết nàng họ tên là gì, lai lịch thế nào, mà bầu máu nóng trong lồng ngực sủi lên sùng sục. Dù gã có phải vì nàng mà tan xương nát thịt cũng lấy làm mãn nguyện bất giác gã vỗ ngực đứng dậy nói, ai là kẻ đã khinh khi nương tử, tại hạ quyết liều mạng với kẻ đó, nương tử có điều chi khó giải quyết cứ trông vào bàn tay tại hạ. Nê vì tiểu bảo làm không được thì xin chặt đầu dâng cho nương tử. Gã vừa nói vừa giơ tay lên chặt mạnh vào cổ, người đẹp cũng đứng dậy, ngưng thần nhìn gã một lúc, vành mắt lại đỏ hoe, bỗng nàng quỳ xuống sụp lại, nghẹn ngào nói, vì đại nhân nghĩa cả ngất trời xanh tiện thiếp chẳng biết lấy gì đến đáp cho vừa vì tiểu bảo la lên không đúng không đúng gã cũng quỳ xuống nhìn về phía người đẹp dập dầu binh binh gã vừa lạy vừa nói nương tử là tiên nhân giáng thế bồ tát hiện hình tại hạ dập đầu trước nương tử mới phải khi nào dám nhận đại lễ của nương tử người đẹp khẽ đáp đại nhân dạy thế khiến tiện thiếp phải tồn thọ nàng giơ tay ra nhẹ nhàng đỡ gã dậy vì tiểu bảo thấy trên má nàng còn đọng mấy giọt nước mắt long lánh như mấy hạt trâu vội giơ tay áo lên khẽ lau cho nàng và kiếm lời an ủi nương tử đừng khóc đừng khóc dù có gặp việc tài đình chúng ta cũng giải quyết cho xong kể tuổi thì người đẹp đáng là mẫu thân vi tiểu bảo nhưng dung nhan cung cách cử chỉ lời nói cùng dáng điệu của nàng xinh đẹp quá chừng khiến người ta chẳng thể không sinh lòng lân mẫn vì tiểu bảo lại hỏi nương tử có điều chi khó giải quyết Người đẹp đáp vì đại nhân thấy thư liền đến ngay lập tức, tiểu nữ tử thực là cảm kích. Nàng chưa hết lời, vì tiểu bảo đã la lên một tiếng, úi trà, gã sơ tay lên đập vào chán nói, tại hạ thật là hồ đồ, đây là vì A Kha. Cặp mắt gã chừng chừng ngó người đẹp rồi chợt tỉnh ngộ, lên tiếng hỏi, phải chăng tôn giá là mẫu thân của A Kha? Người đẹp khẽ đáp vì đại nhân quả là người thông minh, tiện thiếp chưa kịp nói đại nhân đã đoán ra rồi vì tiểu bảo nói vụ này dễ đoán lắm vì tướng mạo hai người rất giống nhau có điều có điều a kha sư tỷ không đẹp bằng tôn giá người đẹp hơi đỏ mặt lên màu da trắng mịt ửng hồng khác nào bạch ngọc điểm phấn tô son càng tăng vẻ kiều diễm nàng khẽ hỏi đại nhân kêu a kha bằng sư tỷ ư vì tiểu bảo đáp đúng thế y là sư tỷ của tả hạ rồi gã chẳng giấu diếm gì nữa đem chuyện gặp a kha trong trường hợp nào bị nàng đánh chật khớp tay ra sao cả chuyện bái cửu nạn làm sư phụ cho đến chuyện đi côn minh thuật lại cho người đẹp nghe gã còn thú nhận mình say mê a kha mà cô đối với gã tuyệt không để vào mắt xanh chút nào vì tiểu bảo kể hết đầu đuôi mọi việc đã xảy ra từ ngày gặp a kha đến nay chỉ có thân thế của cửu nạn và cuộc mưu đồ của gã bất lợi cho mô tam quế là những chuyện trọng đại nên gã lược đi không nói đến người đẹp lẳng lẳng chú ý nghe vi tiểu bảo kể xong nàng khẽ thở dài và cất tiếng ngâm, thê từ Sen Chi vào đại kế anh hùng lại cũng giống đa tình rồi nàng nói, hồng nhan là nguyên nhân của tai họa, việc trước mắt lại càng rõ rệt. Bước tiền đồ của vi đại nhân thật là viễn đạt, vi tiểu bảo lắc đầu đáp, không phải, không phải, câu hồng nhan là nguyên nhân tai họa, tại hạ đã từng nghe thầy đồ nói tới. Nào Tây Thi, nào Vương Chiêu Quân, nào Điêu Thuyền nào dương quý phi gì gì đều là những mỹ nữ làm nguy hại cho quốc gia. Thực ra nếu chẳng có bọn đàn ông tồi bại, bọn quân vương hôn ám thì những mỹ nhân kia dù đẹp hơn thế nữa cũng chẳng làm gì nguy hại cho quốc gia. Người ta nói bình Tây Vương vì Trần Viên Viên mà phải đầu hàng Thanh Triều. Theo nhận xét của Tại Hạ, nếu Ngô Tam Quế tận chung với Minh Triều thì dù có cả chục mụ Trần Viên Viên, tổ bà tên Ngô Tam Quế cũng chẳng chịu hàng nhà Đại Thanh người đẹp đứng dậy xăm xăm bước tới sụp lại nói đa tạ vi đại nhân kiến thức cao minh của đại nhân đã thâu rõ nỗi oan ức ngàn đời khó lòng bộc bạch của tiện thiếp vi tiểu bảo lật đật đáp lễ trong lòng rất lấy làm kỳ gã lắp bác phu nhân phu nhân trời ơi đúng rồi tại hạ thật hồ đồ hết chỗ nói phu nhân mà không phải là trần viên viên thì trong thiên hạ làm gì còn có người thứ hai dùng nhan khuynh quốc như thế này hỡi ơi tại hạ mỗi lúc một đi vào chỗ u mê tăm tối. Phu nhân không phải là vương phi của bình Tây Vương thì sao lại ơ chốn này? A à Kha Sư Tỷ không phải là ai nữ của phu nhân thì còn của ai nữa? Người đẹp đây đúng là Trần Viên Viên, một nhân vật có dính líu đến quốc vận Đại Thanh, Đại Minh Lưỡng Triều. Trần Viên Viên đứng dậy đáp vụ này câu chuyện khá dài, tiện thiếp một là có điều thỉnh cầu vi đại nhân, chẳng dám giấu diếm một điểm gì, hai là vừa nghe đại nhân minh oan cho tiện thiếp trong lòng cảm kích vô cùng. Hơn hai chục năm nay, tiện thiếp bị hết thảy mọi người trong thiên hạ thoá mà nhục nhằn. Bao nhiêu tội danh về việc vong quốc đổ hết lên đầu tiện thiếp. Trên cõi đời này chỉ có hai vị đại tài từ là thấu rõ nỗi oan cho tiện thiếp. Một là đại thi gia ngô mai thôn ngô tài tử, còn một vị nữa là vi đại nhân, thực ra vi tiểu bảo mù tịt về những việc lớn nhà nước. Gã nói vơ nói vẩn, dè đâu lại trúng vào nỗi oan ùm của Trần Viên Viên vì gã ngó thấy con người tuyệt sắc này liền nảy lòng thương hương tiếc ngọc gã đang thống hận ngô tam quế đến cùng cực huống chi người đứng trước mặt gã lại là mẫu thân a kha thì dù nàng có trăm ngàn tội lỗi gã cũng đổ hết lên đầu ngô tam quế vì tiểu bảo nghe trần viên viên xưng tụng mình là đại tài tử thì không khỏi hổ thẹn về điểm này quả gã sáng suốt tự biết bản sắc của mình gã vội xua tay đáp tại hạ là một thằng ngốc chẳng hiểu chữ nghĩa gì viết ra không được một nhúm mà phu nhân tán tụng là đại tài tử thì tưởng nên thêm vào hai chữ, cầu thí, và kêu bằng cầu thí tài từ vi tiểu bảo. Trần Viên Viên không nhịn được mỉm cười nói làm được văn chương thơ phú là hay, nhưng chỉ mới đáng mặt tiểu tài tử. Con người có kiến thức, đảm đương nổi việc lớn mới là đại tài tử. Vì tiểu bảo nghe hai câu tân bốc này không khỏi có ý tự phụ gã phổng mũi lên nghĩ thầm đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ bảo ta là đại tài tử ha ha thực ra lão gia chẳng phải là con người kém tài tình còn mẹ nó từ ngày lọt lòng mẹ bữa nay lão gia mới được nghe người ta ca tụng lần đầu trần viên viên đứng dậy nói tiếp xin đại nhân rời gót để tiện thiếp trình bày rõ đầu đuôi vụ này vi tiểu bảo giả một tiếng rồi theo trần viên viên xuyên qua lối đi giải đá vụn tới một gian phòng nhỏ trong phòng không đặt bàn ghế chỉ có hai cái bồ đoàn. Trên tường treo một bức thư pháp viết đầy những chữ. Bên cạnh bức thư pháp treo một cây đàn tỳ bà. Trần Viên Viên nói mời đại nhân an tọa Nàng đến bên tường với lấy cây tỳ bà ôm vào lòng, ngồi xuống chiếc bồ đoàn thứ hai. Trần Viên Viên trò vào bức thư pháp khẽ nói đây là ngô mai thôn tài tử tặng tiện thiếp một bài trường thi kêu bằng viên viên khúc. Bữa này gặp cơ duyên xin tấu khúc nhạc này để đại nhân thưởng thức, dù nó chẳng bỏ làm như tay đại nhân vì tiểu bảo thích qua vỗ tay reo tuyệt diệu thật là tuyệt diệu có điều phu nhân hát mấy câu rồi lại giải thích cho rõ nghĩa vì cầu thí tài tử học vấn rất tầm thường trần viên viên mỉm cười đáp đại nhân quá khiêm mà thôi rồi nàng so dây dạo đàn bật lên những tiếng tỉnh tang nàng nói đón trước khúc này tiện thiếp bỏ lâu ngày không tấu có chỗ nào sơ sót xin đại nhân miễn thứ vì tiểu bảo gạt đi phu nhân bất tất phải khách sáo dù phu nhân có tấu nhầm tại hạ cũng không biết được. Trần viên viên dạo mấy tiếng nữa, rồi tay tiên dìu giặt gầy đàn, miệng cất tiếng hát, quân vương xa lánh cõi trần hoàn phá giặc, thâu thành đoạt ải quan khóc chúa ba quân đồng chế phục ra oai giận dữ vị hồng nhan. Trần viên viên hát bốn câu rồi giải thích đây là tích nói về ngày Đức Sùng Trinh Quy Thiên, Bình Tây Vương đánh vào Bắc Kinh. Ba quân mặc đồ tang phục khóc Đức Hoàng đế băng hà. Bình Tây Vương đã vì kẻ bất tường này mà mở cuộc xuất binh vi tiểu bảo gật đầu nói vương phi xinh đẹp thế này thì ngô tam quế vì vương phi mà đầu hàng nhà đại thanh cũng không thể trách được giả tỷ vi tiểu bảo này ở vào địa vị ngô tam quế cũng phải làm thế trần viên viên đưa đầy sóng thu bụng bảo giả thằng nhỏ này ăn nói có vẻ giỡn cợt ta nhưng nàng thấy vi tiểu bảo nét mặt nghiêm nghị mới biết là lời nói của gã tự đáy lòng phát ra nàng không khỏi cảm lòng chi kỳ trần viên viên tiếp tục cất tiếng hát hồng nhan lưu lạc ra chi bạo thiên nghịch địa hay gì mà chơi. Già tay quét sạch kiến ruồi nhớ quân vương lúa ngậm ngùi lòng son rồi nàng nói, khúc này nói về vụ vương gia đánh bại ly sấm. Sở dĩ ly sấm không thành đại sự là vì trinh hắn chẳng ra gì. Vương gia nghe câu này trong lòng không vui vẻ chút nào. Vì tiểu bảo đã phải rồi, lão nhân gia còn vui vẻ làm sao được, vì trong bài này ngụ ý đả bại ly sấm cũng chẳng vinh hạnh gì. Trần Viên Viên nói, sau này là khúc hát nói về thân thế của tiện thiếp, rồi nàng lại cất tiếng hát, cửa quyên đua nở trăm hoa cô tô gái nọ mặn mà hơn ai làm cho mê mẩn phù sai kiếp xưa nàng đã là người nào đây? Tiếng ca huyền chuyển, tiếng tì bà thánh thót giặt dìu. Vì tiểu bảo nghe đàn, tiếng hát mà trong lòng thư thái mê ly. Trần Viên Viên khẽ nói, khúc này người ta ví tiện thiếp như Tây Thi thực là quá đáng. Vì tiểu bảo cãi, so bì như thế là không đúng. Tây Thi làm gì sánh được với Vương Phi? Trần Viên Viên cười đáp vì đại nhân nói giỡn mà thôi. Khi nào tiện thiếp dám tự so với Tây Thi? Vì tiểu bảo nói, tại hạ quyết không nói giỡn mà là có bằng chứng. Tây Thi là người ở phủ thiệu hương tỉnh Chiết Giang. Tướng mạo nàng tuy đẹp thật, nhưng người ở thiệu hương nổi tiếng là ăn nói không được thanh tao. Đâu có êm đềm dịu dàng như Vương Phi ở Tô Châu. Trần Viên Viên không nhịn được bật cười nói, té ra còn có đạo lý như vậy. Ngô Vương Phù Sai cũng là người ở Tô Châu, không hiểu sao ngài lại thích Tây Thi được. Vì tiểu bảo gãi tai đá, lỗ tài Ngô Vương Phù Sai không được linh mẫn cho lắm là điều không sai được. Trần Viên Viên lại bật cười, hát tiếp, trước thềm oanh yến dập dìu tài này sắp ấy dễ siêu lòng người phong trần kiếp cũng như ai nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói, tiện thiếp cũng xuất thân ở chốn phong trần, không muốn giấu giếm đại nhân vì tiểu bảo hỏi ngay xuất thân ở chốn phong trần là nghĩa làm sao vương phi đừng nói văn chương với tại hạ vì tại hạ chẳng hiểu chi hết trần viên viên đáp tiện thiếp vốn là kỹ nữ ở tô châu vì tiểu bảo vỗ đùi reo lên hay tuyệt thật là hay tuyệt trần viên viên hơi lộ vẻ giận dữ nói đó chẳng qua vì tiện thiếp mệnh bạc vì tiểu bảo ngắt lời tại hạ cùng vương phi chi đồng đạo hợp tại hạ cũng xuất thân ở chốn phong trần trần viên viên dương cặp mắt trong suốt lên nhìn vi tiểu bảo nàng ngơ ngác không hiểu bụng bảo giả chắc gã chưa hiểu ý câu xuất thân từ chốn phong trần vi tiểu bảo nói tiếp vương phi xuất thân từ nơi kỹ viện thì tại hà cũng xuất thân tự trốn lầu hồng có điều một đằng ở tô châu một đằng ở dương châu mẫu thân tại hạ là kỹ nữ trong lệ xuân viện thành dương châu nhưng tướng mạo y so với vương phi khác nhau một trời một vực Trần Viên Viên rất lấy làm kỳ hỏi, phải chăng vì đại nhân muốn nói giỡn, vì tiểu bảo đáp làm gì có chuyện nói giỡn, hỡi ôi, tại hạ bận nhiều chuyện quá, đáng lý phải phái người về Dương Châu đón tiếp mẫu thân, không nên để người làm kỹ nữ nữa. Nhưng tại hạ thấy người ở lệ xuân viện vui vẻ náo nhiệt suốt ngày, đón người đến Bắc Kinh có khi làm cho người buồn dạ. Trần Viên Viên nói, bậc anh hùng chẳng sợ xuất thân ở nơi ti tiện, vì đại nhân là người quang minh lỗi lạc đúng là bản sắc anh hùng. Vì tiểu bảo đáp tại hạ chỉ nói với một mình vương phi chứ không tiện nói với kẻ khác vì sợ họ chỉ mật thoá mà là dòng giống đi điếm đê hèn. Trước mặt A Kha lại càng không dám nhắc tới, nàng đã coi tại hạ không ra gì mà còn nói đến vụ này thì vĩnh viễn nàng không thèm ngó tới nữa. Trần Viên Viên nói, vì đại nhân cứ yên lòng, tiện thiếp không bếp xếp đông. Thực ra má má y, cũng chẳng phải danh môn thục nữ gì vì tiểu bảo lại nói nói rút lại thì vương phi đừng nhắc tới vụ này cho a kha nghe nàng ghét nhất là bọn kỹ nữ và đã bảo hạ đàn bà hư đốn như vậy là cùng cực trần viên viên cúi đầu xuống khẽ hỏi y y bảo phụ nữ ở trong lầu hồng kỹ viện hư đốn đến cùng cực ư vì tiểu bảo vội đáp xin vương phi đừng bận tâm tại hạ nhất quyết không phải y có ý ám chỉ vương phi trần viên viên nói dĩ nhiên y không nói tiện thiếp vì y có biết đâu tiện thiếp là mẫu thân y vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi sao nàng lại không biết trần viên viên lắc đầu đáp y không biết thật rồi nàng chậm rãi nói tiếp hoàng hậu họ chu của sùng trinh thiên tử cũng là người ở tô châu thiên tử sùng ái điền quý phi hoàng hậu cùng điền quý phi tranh đấu rất gay gâu phụ thân của hoàng hậu là gia định bá đến kia viện mua tiện thiếp đưa vào hoàng cung hy vọng chia lòng sùng ái của thiên tử đối với điền quý phi vì tiểu bảo nói, cây ấy rất diều, phen này chắc điền quý phi phải thua bét. Trần Viên Viên đáp y cũng không thua bét. Sùng Trinh thiên tử mải lo quốc sự, không mê nữ sắc. Tiện thiếp ở trong cung không được bao lâu thì hoàng thượng bảo Chu hoàng hậu đưa tiện thiếp ra khỏi cung vi. Vì tiểu bảo la lớn, lạ quá, lạ quá, tại hạ nghe người ta nói Sùng Trinh hoàng đế có mắt không trồng, chỉ tin yêu kẻ gian thần, còn hạng đại trung thần như viên Sùng hoán lại giết đi té ra lão nhân ra coi đàn ông đã không mắt coi đàn bà lại càng không mắt hơn một mỹ nhân như vương phi mà lão phế bỏ thì thật là kỳ gã nói rồi tặc lưỡi mấy cái tựa hồ trong thiên hạ chẳng còn chuyện gì lạ hơn vụ này trần viên viên nói về phía nam nhân người ta ưa thích công danh phú quý kẻ thì mê vàng bạc của bóng làm hoàng đế lại nghĩ cách giữ vững sơn hà xã tắc chứ không phải vị nào cũng ham mê gái đẹp vì tiểu bảo nói, tại hạ thì công danh phu quý cũng muốn, bạc vàng báu vật cũng thích, mỹ nữ lại càng say mê. Chỉ có hoàng đế là không muốn làm, dù ai cho cũng chẳng thèm. Ha ha, trong thành côn minh này có một vị nhân huynh đã làm quan lớn nhất thiên hạ, giàu sang nhất thiên hạ, vợ đẹp nhất thiên hạ, lại còn mong lên làm hoàng đế. Trần Viên Viên biến sắc hỏi, phải chăng vì đại nhân muốn nói bình Tây Vương, vì tiểu bảo đáp tại hạ nói trống không vậy thôi chẳng chỉ vào ai cả và nhất định không phải Trần Viên Viên cũng không phải vì Tiểu Bảo. Trần Viên Viên nói mấy đoạn dưới khúc hát này nói về Tiện Thiếp gặp Bình Tây Vương trong trường hợp nào. Lão nhân gia xin gia định Bá đem Tiện Thiếp đi rồi tự mình đến làm chấn thủ sơn hải quan và lưu Tiện Thiếp ở nhà tại Bắc Kinh. Chẳng bao lâu Lý Sấm đánh vào kinh thành, rồi nàng cất tiếng hát biết cùng ai ngỏ sự lòng ra tay tháo củi mở lồng cho chim trường ăn chút phận sắm bìm kiếm người bạc mệnh như tìm bóng mây nàng hát đến đây, tiếng tỷ bà cũng dừng lại, ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Vì tiểu bảo tưởng nàng hát xong rồi, vỗ tay khen hay và hỏi, đã hết chưa, hát hay quá, hát hay quá, trần viên viên đã giả tỷ tiện thiếp chết vào lúc này rồi thì dĩ nhiên khúc hát đến đây là chấm dứt. Vì tiểu bảo thẹn đỏ mặt lên mắng thầm, còn mẹ nó. Lão gia chẳng có học vấn gì thành ra ngu ngốc Lý Sấm tiến vào Bắc Kinh là khúc hát về Đức Dùng Trinh Hoàng Đế đã chấm dứt Nhưng khúc hát Trần Viên Viên hãy còn Trần Viên Viên khẽ nói Lý Sấm đoạt tiện thiếp đem đi Sau lại bị Bình Tây vô ơn đoạt trở về Tiện thiếp không phải là người mà là một món hàng ai mạnh thì người ấy đoạt được Đoạn nàng lại cất tiếng hát Nếu không thừa thắng trận chung còn mong tranh đoạt má hồng được sao Ba quân phất ngọn cờ đao bầy hàng cổ suý kéo vào tần xuyên, nàng hát xong lại ngơ ngẩn xuất thần, lần này vi tiểu bảo không dám hỏi khúc hát hết rồi hay còn nữa, gã quyết định chủ ý ta để mặc y hát đến lúc nào hết thì hết, chứ không hỏi cho lòi cái rốt ra. Trần Viên Viên nói, tiện thiếp đi theo Bình Tây Vương vào đánh Tứ Xuyên, kế đó lão nhân ra được phong tước Vương và tiện thiếp trở thành Vương Phi. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tin này đồn về Tô Châu những chị em trong viện ngày xưa đều khen tiện thiếp tốt phước. Bọn họ lớn tuổi rồi nhưng vẫn phải ở lại trong viện làm kỹ nữ như xưa. Hồi 150, sờ mũi làm cho người phát sợ, vì tiểu bảo nói, khi Tại Hà còn ở Lệ Xuân viện thường nghe người ta nói những gì, hoa chúc động phòng đầy hỉ khí, đêm đêm thay đổi mặt tân lang. Tại Hà chẳng thấy chi là không hay cả. Trần Viên Viên liếc mắt nhìn Vi tiểu bảo thấy gã tuyệt nhiên không có ý chê bai nàng chép miệng đáp vì đại nhân còn nhỏ tuổi lại là nam nhân nên không hiểu rõ chỗ đau khổ của người đàn bà rồi nàng gậy đàn tì bà cất tiếng hát tiếng tăm đồn đại khắp gần xa cùng bạn đồng hành gái giặt xa số phận hồng nhan ai có biết ngàn thu đài các khách vương ra nàng ngưng tiếng đàn lại nói ngô mai thôn tài tử biết tiện thiếp tuy tiếng tăm đồn đại khắp thiên hạ người ngoài cho là giàu sang sung sướng mà thực ra trong lòng đau khổ vô cùng người đời mai mỉa những gì hồng nhan họa thủy làm mất giang sơn của nhà đại minh nàng ngừng lại một chút rồi tiếp ngô tài tử biết tiện thiếp là đứa con gái yếu ớt chẳng làm gì được hay giờ đều phải trông vào công việc của bọn nam tử hán vì tiểu bảo đáp đúng thế bình mã nhà đại thanh kéo cả hàng ngàn hàng vạn đến tấn công một người kiều diễm thướt tha như vương phi thì ngăn cản làm sao nổi bọn họ gã nghĩ thầm trong bụng bà này vừa đàn hát lại vừa nói chuyện chẳng khác gì thầy đồ ở tô châu ngâm thơ giảng tích ta đối đáp với bà mấy câu cũng biến thành đệ tử của thầy đồ. Giả tỷ bà cùng ta đến Dương Châu mở quán trà thì tiếng tăm lừng lẫy toàn thành, trong quán chật ních quan khách, không chừng họ chen lấn nhau xô đổ cả quán. Lại nghe Trần Viên Viên cất tiếng hát, đổi bậc thay ngôi nghĩ lại sầu ngán cho châu Ngọc Đất Lương Châu xin ai chớ hát mô cung khúc sông Hán quanh năm chảy một chiều Trần Viên Viên hát đến chữ cuối cùng, tiếng hát ngân nga hồi lâu không dứt. Tiếng đàn tỷ bà chuyển lên cao vút, át tiếng hát đi không nghe thấy nữa. Sau một lúc, tiếng đàn tỳ bà gầy chậm lại rồi dần dần im bặt. Bầu không khí trong phòng yên lặng như tờ. Trần viên viên bỗng buông tiếng thở dài. Dòng châu tầm tã tuôn không dứt. Nàng nghẹn ngào nói tiện thiếp đã phô bày nghề mọn xấu xa. Nàng từ từ đứng dậy treo cây tỳ bà lên tường rồi trở lại ngồi xuống bồ đoàn. Trần Viên Viên lại nói, đoạn hát sau cùng nói về việc ngô phủ sai người chết nước mất. Ngày ấy tiện thiếp không hiểu rõ tại sao khúc hát cho mình lại nhắc tới ngô cung. Dù có muốn tỉ tiện thiếp với Tây Thi thì bên trên cũng đã nói rồi. Ngô cung, ngô cung, chẳng lẽ người ta muốn nói vương cung của Bình Tây Vương? Nàng thở dài nói tiếp mấy năm gần đây tiện thiếp mới hiểu ra ý tứ bài thơ, vì thấy vương ra một mặt thao luyện binh mã, một mặt xa xỉ quá độ. E rằng, e rằng tương lai, hỡi ơi! tiện thiếp đã khuyên can vương gia mấy lần thì lại làm cho vương gia nổi nóng vì thế tiện thiếp mới xuất gia tại tam thánh am để tóc tu hành sám hối những tội nghiệt trong đời mình tiện thiếp chỉ mong mọi người đều bình yên và tiện thiếp sống cho qua kiếp này khỏi gặp tai nạn là lấy làm mãn nguyên nàng ngừng lại một chút rồi ngập ngừng ngờ đâu ngờ đâu a kha a kha trần viên viên nói đến đây rồi nghẹn ngào không thốt nên lời được nữa vì tiểu bảo mải nghe đàn hát hàng nửa ngày, cũng vì đàn ngọt hát hay lọt vào tai làm cho gã tâm thần thư thái quên cả việc mình đến đây để dò hỏi. Bây giờ gã nghe Trần Viên Viên nhắc tới hai chữ A Kha, lập tức nhảy bổ lên hỏi, "A Kha làm sao? Nàng có hành thích Bình Tây Vương thật không?" Vụ này khiến cho Tại Hạ rất đổi hoài nghi, vì A Kha là con gái của Vương phi, tức quận chúa của vương gia, thì sao lại hành động như vậy? Gã sực nhớ ra điều gì? bỗng bật tiếng la hoàng. Trời ơi, hỏng bét, hỏng bét, Trần Viên Viên hỏi, việc chi mà hỏng bét, vì tiểu bảo lắc đầu đáp, không có chi cả, nguyên gã chợt nghĩ tới A Kha chẳng coi mình vào đâu. Nàng là quận chúa của Bình Tây Vương mà gã bất quá là con một ả kỵ nữ thì tư cách hai bên xa cách nhau một trời một vực, hôn sự của gã với A Kha làm sao thành tựu được. Trần Viên Viên nói, A Kha năm mới lên hai, một hôm vào lúc nửa đêm đột nhiên mất biến vương gia phái người sục tìm khắp nơi trong thành mà chẳng thấy tông tích y đâu. Tiện thiếp sinh dạ hoài nghi, hoài nghi, rồi nàng đỏ mặt lên, quay mặt ra phía khác, vì tiểu bảo hỏi, hoài nghi chuyện gì, trần viên viên đáp, tiện thiếp hoài nghi đây chắc là kẻ thù của vương gia đánh cắp con nhỏ, hoặc để uy hiếp, không thì bắt cóc để đòi tiền chuộc. Vì tiểu bảo nói, trong vương phủ biết bao nhiêu là cao thủ thị vệ cùng gia tướng mà có người lẻn vào bắt A Kha Sư Tỷ đem đi không một ai hay biết thì bản lãnh người đó thật là quỷ khốc thần sông trần viên viên đáp đúng thế khi đó vương gia nổi nóng quá chừng lập tức hạ sát hai tên thủ lãnh thị vệ đội lại cách chức hai viên đề đốc và chi phủ trong thành côn minh sau mấy ngày điều tra vẫn chẳng thấy tâm tích chi hết vương gia lại muốn giết người nhưng tiện thiếp hết sức khuyên can lão nhân gia mới chịu thôi mười mấy năm nay thủy trung vẫn chẳng nhận được tin tức gì về a kha ai cũng cho là y chết rồi vì tiểu bảo nói thảo nào a kha bảo y họ trần thì ra y theo họ của vương phi trần viên viên nghiêng mình đi cất giọng run run hỏi y y bảo y họ trần ư sao y lại biết thế vì tiểu bảo động tâm nghĩ thầm đại hán gian ngày nào cũng như ngày ấy đêm nào cũng như đêm ấy sợ có người đến hành thích cuộc phòng bị cực kỳ nghiêm mật vào vương phủ để bắt một đứa nhỏ đem ra tưởng còn khó hơn hành thích đại hán gian khắp thiên hạ ngoại trừ cửu nạn sư phụ tưởng không còn ai làm được gã đáp chắc người bắt y đem đi đã nói cho y hay trần viên viên gật đầu ngập ngừng hỏi phải rồi nhưng tại sao người đó lại không bảo họ họ vì tiểu bảo ngắt lời không bảo họ mô ư hừ cái họ của bình tây vương chẳng vẻ vang gì vì lẽ người ta gán cho vương ra những điều tiếng không hay nên chỉ cho nàng biết họ của mẫu thân Trần Viên Viên bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn xuất thần, dường như nàng không nghe thấy những lời nói của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo lại hỏi, rồi sao sao nữa, Trần Viên Viên đáp trong lòng tiện thiếp thường nhớ tới y, chỉ cầu trời phù hộ cho y khỏi chết, rồi cũng có ngày mẫu tử tương phùng. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp, chiều hôm kia trong vương phủ có tin đưa ra nói là vương gia gặp thích khách bị đâm trọng thương. Tiện thiếp lật đật về vương phủ coi thương thế té ra vương gia gặp thích khách là chuyện thực nhưng lão nhân gia không bị thương vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi vương gai bị thương rất nặng ở nơi ngực là chuyện giả vờ hay sao trần viên viên đáp vương gai cho hay lão nhân gia giả vờ bị thương nặng để cừu nhân trở lại vọng động sẽ nghĩ cách quăng một mẻ lưới bắt hết vì tiểu bảo sợ quá cặp mắt thất thần miệng lẩm bẩm quả nhiên là giả trá đáng lẽ ta phải biết trước điểm này rồi gã tự nhủ đúng là đại hán gian đã nảy lòng ngờ vực ta rồi trần viên viên kể tiếp tiện thiếp hỏi thích khách là con người thế nào thì vương gia không nói gì dẫn tiện thiếp vào xương phòng một thiếu nữ chân tay đều đeo xiềng khóa ngồi ở trên giường tiện thiếp không cần nhìn đến lần thứ hai cũng biết y là con gái mình rồi vì y vẫn giống hệt như tiện thiếp ngày trước y ngó thấy tiện thiếp cũng ngần mặt ra đột nhiên cất tiếng hỏi phải chăng bà là má má của tiện nữ tiện thiếp gật đầu trò vào vương gia giới thiệu đây là gia gia ngươi a kha tức giận nói không phải hắn là đại hán gian chứ chẳng phải gia gia của tiện nữ hắn sát hại gia gia của tiện nữ nên tiện nữ phải trả thù cho gia gia vương gia hỏi gia gia ngươi là ai a kha đáp sư phụ không nói cho ta hay lão nhân gia bảo ta cứ gặp má má là má má sẽ bảo cho biết trần viên viên nói tiếp vương gia lại hỏi sư phụ y là ai y không chịu nói. Sau mới tiết lộ ra vâng lệnh của sư phụ đến hành thích vương gia. Vì tiểu bảo đã hiểu rõ nguyên do nội vụ, hay ít ra là 10 phần y đã biết được đến bảy táng. Gã đoán sư phụ căm hận ngô tam quế đến cùng cực, nếu chỉ giết một mình hắn đi thì chưa đủ tia hận. Vì thế nên bà bắt con gái lão đem đi truyền dạy võ công để cô ra tay đâm chết phụ thân. Vì tiểu bảo đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gã lẩm bẩm phải rồi. Sư phụ vốn chẳng thích gì A-Kha, tuy lão nhân gia có dạy nàng những chiêu thức võ thuật nhưng lại không dạy cách rèn luyện nội công chút nào. Vì thế nên chiêu thức của nàng tuy rất cao minh mà lại chẳng có một chút hỏa hồng. Gã nghĩ tới cách rửa hận của cửu nạn cực kỳ thâm độc, bất giác run người lên. Trần Viên Viên nói, sư phụ của y suy nghĩ sâu xa, lại căm hận vương gia đến cực điểm mới bày ra kế hoạch này. Giả tỷ A-Kha đâm chết được vương gia là hay lắm rồi. Bằng hành thích không xong thì vương gia cũng biết kẻ hành thích y là con gái ruột của mình thì trong lòng đau đớn vô cùng, có khi còn khổ sở hơn là chính mình bị đâm chết. Vì tiểu bảo hỏi, bây giờ thế là mọi việc đều hoàn hảo, y không đâm tới vương gia, lại được một nhà đoàn tụ. Vương phi nói rõ đầu đuôi cho A Kha biết, há chẳng khiến cả nhà vui vẻ sung sướng. Trần Viên Viên thở dài đáp, nếu được như vậy thì ai cũng tạ ơn trời Phật đã chu toàn cho. Vì tiểu bảo nói A Kha là con ruột của vương phi thì bất cứ ai trông thấy một lần cũng nhận ra ngay, vì vương phi có tấm dung nhan chim sa cá lặn, thì sinh hạ cô con gái cũng phải nguyệt thẹn hoa nhương. Gã tả hình dung người đẹp chỉ xoay quanh ở tám chữ chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhương, ngoài ra không tìm được từ ngữ nào khác. Gã ngừng lại một chút rồi hỏi, vương gia không chịu buông tha A Kha, chẳng lẽ lại trách phạt đánh mắng y ư? ngày y mới lên hai đã bị người ta đánh cắp đem đi thì hiểu thân thế mình làm sao được. Trách phạt y trong trường hợp này há chẳng là bất nhân ư. Trần viên viên đáp vương gia đã bảo, ngươi không nhận ta là phụ thân thì dĩ nhiên chẳng phải con gái ta. Đừng nói ngươi chẳng phải là con gái ta, mà thật tình có là con gái ta đi nữa mà phạm thượng tác loạn. Hành động vô pháp, vô thiên ta cũng xử tử chứ không để sống những hạng loạn thần tặc tử này làm gì. Vương gia nói rồi sờ tay lên mũi. Vì tiểu bảo mỉm cười hỏi, "Vương gia thích sờ tay lên mũi mình lắm phải không?" Trần Viên Viên cất tiếng run run đáp, "Đại nhân chưa rõ, đây cũng là một thói quen của vương gia." Hễ vương gia sờ tay lên mũi là muốn giết người đó. Trước nay chưa sai lần nào. Vì tiểu bảo la hoảng, "Trời ơi, vậy thì làm thế nào được? Vương gia, vương gia đã giết A Kha chưa?" Trần Viên Viên đáp, "Hiện giờ thì chưa, vì vương gia còn muốn điều tra xem người đứng đằng sau giật dây A Kha là nhân vật nào." gia gia của A Kha là ai? Vì tiểu bảo cười nói, vương gia phải bệnh đa nghi rất trầm trọng, thành ra hơi lần thần. Tại hạ vừa ngó thấy vương phi đã biết ngay vương phi là má má của A Kha, có lý nào vương gia lại không phải là ba ba của A Kha? Chắc vì A Kha hành thích lão nhân gia nên lão căm hận mà thôi. Gã nói tới đây, vẻ mặt bỗng trở nên trịnh trọng hỏi, vậy chúng phải tìm cách nào để giải cứu A Kha bây giờ? nếu để vương gia lại sờ tay lên mũi mấy lần nữa thì đại sự hỏng mất trần viên viên đáp tiện thiếp lớn mật mời đại nhân tới đây cốt để thương nghị về việc này tiện thiếp nghĩ rằng đại nhân được hoàng thượng phái đến là một vị mệnh quan của triều đình thế nào vương gia cũng phải nể mặt nàng thở phào nói tiếp a kha mạo xưng là cung nữ hầu cận của công chúa vậy chỉ cần đại nhân đứng ra nói thẳng với vương gia là công chúa đòi người chắc vương gia không từ chối vào đâu được vì tiểu bảo co ngón tay trò lại gõ và chán mình nói ngu quá ngu quá phải lừa họ mất rồi trần viên viên hỏi đại nhân bảo sao vì tiểu bảo đáp kế hoạch của vương phi chẳng phải là tại hạ chưa nghĩ tới mà đã làm qua rồi Ngửa đâu vương gia đi nước cờ cao hơn mình một bậc vì tiểu bảo này đành chịu bó tay tại hạ đã qua vương phủ đòi người vương gia cũng trả ra rồi nhưng người đó lại không phải là a kha gã liền đem chuyện hạ quốc tương đã đưa gã vào trong địa lao nhận người làm sao gặp một vị cô nương quen biết thế nào nghe lầm tin tức rồi thấy thích khách không phải a kha làm sao nhận ẩu cô kia là cung nữ hầu cận công chúa thế nào nhất nhất thuật lại cho trần viên viên nghe gã hỏi thằng cha hạ quốc tương đã dự bị mưu kế sâu xa hắn cho hàng mấy trăm người la lớn trước cửa vương phủ là vị cung nữ hầu cận công chúa đã giao trả tại hạ rồi như vậy liệu còn dám vác mặt lần thứ hai đến vương phủ đòi người nữa không? Y nói, vì đại nhân, đại nhân làm thế này thì ra coi cái mạng của tiểu tướng như trò đùa. Vị công nữ hầu cận công chúa kia phạm tội hành thích vương gia, mà tiểu tướng vì nề mặt đại nhân hy sinh cả cái đầu này, đưa người cho đại nhân đem đi đó. Vì tiểu bảo nói tiếp, hắn tuyên bố trước mặt hàng trăm hàng ngàn người, vương gia rất mong mỏi đại nhân đem tên công nữ này về nghiêm lệnh thẩm vấn hỏi cho ra kẻ cầm đầu thế mà đại nhân đến đòi người chỉ coi như một trò đùa. Gã học giọng nói của Hạ Quốc tương giống hệt. Trần Viên Viên nói, đại nhân nói đúng lắm. Hạ cô gia quả là con người như vậy. Té ra, té ra bọn họ đã sắp đặt mưu mô để lấp miệng đại nhân rồi. Vì tiểu bảo dậm chân thoá mà, tổ bà chúng nó, chúng nó mà. Gã liếc mắt nhìn Trần Viên Viên nói tiếp, chúng nó mà đụng đến một sợi tóc của A Kha. Lão gia nhất định, một phen liều mạng rồi muốn đến đâu thì đến. Trần Viên Viên lại phục xuống nói, đại nhân có lòng thương yêu tiểu nữ như vậy, tiện thiếp xin tạ ơn trước. Có điều, vì tiểu bảo vội đáp lễ nói ngay, bây giờ tại hạ thống lĩnh binh mã xông vào phủ bình Tây Vương giết cho kỳ hết để cứu A Kha ra. Tại hạ theo họ làm hán gian, lão gia không phải họ vi mà họ ngô, còn mẹ nó, lão gia là ngô tiểu bảo. Trần Viên Viên thấy thái độ vi tiểu bảo cực kỳ khích động, nói càng nói ẩu thì trong lòng không khỏi kinh hãi cất giọng ôn nhu, thịnh tình của đại nhân đối với A Kha. Vì tiểu bảo cướp lời, đại nhân, tiểu nhân gì lắm thế? Nếu Vương Phi coi tại hạ như người nhà thì cứ kêu tên tiểu bảo hay hơn. Đáng lý tại hạ kêu Vương Phi bằng ba mẫu là phải, nhưng con mẹ nó. Nghe đến cái tiếng ba bá, ba mẫu thật khiến cho người ta phải chán ngấy. Trần Viên Viên bước gần lại, đưa tay ra nhẹ nhàng vịn lên vai gã, nói tiểu bảo ngươi mà không khinh rẻ ta thì kêu ta là a di là được vì tiểu bảo mừng quá reo lên điệt nhi kêu vương phi bằng a di thì cũng như ngày ở lệ xuân viện thành dương châu gã đang nói dở câu đột nhiên dừng lại im bặt trần viên viên đã hiểu là gã ở lệ xuân viện kêu các ả kỹ nữ bằng a di bà là người am hiểu nhân tình thế thái liền nói ta có một tên điệt nhi như ngươi thật khoan khoái muốn chết rồi bà đi vào vấn đề này tiểu bảo chúng ta không nên cứng cỏi với vương gia, vì trong thành côn minh này binh mã nhiều lắm, khó lòng chống nổi. Dù người có thắng đi nữa mà vương gia vung đao hạ sát A Kha thì hai người chúng ta phải ôm hận suốt đời. Bà nói vừa hợp lý, thanh âm lại huyền truyền dễ nghe. Trong câu nói còn tỏ ra coi vi tiểu bảo như người nhà. Gã nghe rồi bao nhiêu lửa giận bỗng tiêu tan hết. Gã hỏi, hảo A-di, vậy có cách nào cứu được A-kha không? Trần Viên Viên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp ta chỉ còn đường khuyên nhủ A Kha nhận vương gia làm ba ba thì dù lão gia có nhẫn tâm đến đâu cũng chẳng thể hạ thủ sát hại con gái ruột của mình. Bà vừa dứt lời, bỗng nghe ngoài cửa có người lớn tiếng quát nhận giặc làm cha ư, có lý nào thế được, rèm cửa vén lên, một vị lão tăng thân hình cao lớn bước vào. Tay nhà sư cầm một cây thiền trượng lớn đập mạnh xuống đất. Những vòng sắt trên cây trượng đụng nhau vang lên những tiếng loàng xoàng vị lão tăng này mặt vuông, dưới cằm có tròm râu xanh. Mục quang loang loáng như điện, lộ vẻ uy mãnh phi thường. Lão đứng trước cửa coi đồ sộ như một trái núi nhỏ. Lưng lão ngay thẳng, dáng điệu tựa hùng beo sư tử, khí thế đủ làm cho người ta phát sợ. Vì tiểu bảo kinh hãi lùi lại ba bước, tưởng chừng như muốn chúi vào sau lưng Trần Viên Viên. Trần Viên Viên lại sung sướng vô cùng, nỗi mừng vui lộ ra ngoài mặt, bà chạy đến trước nhà sư khẽ nói, hòa thượng, đã đến đấy ư, ừ. nhà sư già đáp, phải rồi, ta đã tới đây, lão hạ thấp giọng xuống, mục quang cũng trở nên nhu hòa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe mắt lộ vẻ thương yêu chiều mến. Vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ tự hỏi, lão sư già này là ai, chẳng lẽ, chẳng lẽ là nhân tình của A-di, hay lão là khách làng chơi hồi A-di còn làm kỹ nữa hòa thượng chơi kỹ nữ thì không còn ra thể thống gì nữa. Nhưng rồi gã lầm bẩm ồ, cái đó, kể ra cũng không lạ, ngày lão gia làm hòa thượng cũng đã đến phá quấy kỵ viện rồi. Trần Viên Viên hỏi, hòa thượng đã nghe hết rồi ư? Lão Tăng Đáp nghe hết rồi, Trần Viên Viên nói, tạ ơn trời Phật, vậy thì Hải Nhi, có cơ sống sót. Đột nhiên bà khóc quà lên rồi nhảy lại nép vào lòng lão Tăng. Nhà sư già đưa tay trái lên khẽ vuốt mái tóc bà và an ủi, ta đã bảo cứu y là phải dáng cứu cho bằng được. Nàng bất tất phải nóng này, thanh âm hùng tráng của lão chứa đầy vẻ thâm tình, trần viên viên chúi vào lòng lão khẽ bật tiếng khóc thút thít. Vì tiểu bảo vừa lấy làm kỳ lại vừa sợ hãi không dám nhúc nhích, miệng lẩm bẩm. hai người này họ coi lão ra như người chết, thì lão ra giả làm người chết hay hon. Trần viên viên nghẹn ngào hỏi, liệu hòa thượng? có cứu được Hải Nhi thật không? Lão Tăng đáp ta cứ làm cho hết sức. Trần Viên Viên đứng thẳng người lên lau nước mắt hỏi, làm thế nào? Hòa Thượng Thử nói nghe. Lão Tăng trao mày đáp, bất luận trường hợp nào cũng không thể để y kêu gian tặc bằng ra ra. Trần Viên Viên đáp, giả dạ, giả, dạ. tiện thiếp lầm rồi, muốn cứu Hải Nhi mà không nghĩ đến Hòa Thượng. Tiện thiếp, xin lỗi. Lão Tăng nở một nụ cười thê lương đáp, ta hiểu rồi, ta không trách nàng, nhưng chẳng thể cho con nhận hắn làm phụ thân ta nhất quyết như vậy. Lão nói không lớn tiếng, mà luồng trung khí rất mãnh liệt, tưởng chừng trước mà có thiên binh vạn mã cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Bỗng ngoài cửa có tiếng giày lẹp kẹp, một người cười ha hả rồi dõng dạc nói, lão bằng hiệu giá lâm thành côn minh, tiểu vương rất lấy làm hân hạnh. Chính là thanh âm ngô tam quế.